Kết hôn được một năm, cô phát hiện chồng ngoại tình với bạn thân. Kỷ niệm ngày cưới, chính mắt cô trông thấy hai người họ ngủ với nhau trên chiếc giường của mình. Cô chết lặng, sững sờ nhìn cảnh tượng thu gọn trước mặt. Họ nói với nhau đôi lời âu yếm mật ngọt. Anh dành cho cô ta những hành động dịu dàng ấm áp, những cử chỉ ân cần mà cô chưa từng được nhận từ anh. Sống với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng, anh chưa bao giờ gần gũi cô. Cô vốn dĩ là nghĩ rằng anh còn lo sự nghiệp, cho nên kế hoạch sinh con ở thời điểm hiện tại. Cô hiểu và an phận là một người vợ. Cô chưa từng đòi hỏi anh bất kỳ điều gì trong suốt 3 năm yêu nhau, 1 năm vợ chồng. Ngày lễ, người ta được quà cùng lời chúc từ người mình yêu. Còn cô ngay cả một bông hồng nhỏ cũng không có. Cô vẫn luôn tự an ủi chính mình, cố viện một lý do nào đó cho sự vô tâm của anh, nhưng không thể nữa rồi. Lý do duy nhất khiến anh đối xử với cô như một kẻ ngốc chính là việc ngoại tình. Mà người anh ngoại tình không ai khác ngoài bạn thân nhất của cô. Đẩy cửa bước vào phòng, tận tay bắt đôi gian phu dâm phù kia, anh thậm chí còn không cho cô một lời giải thích đàng hoàng, khinh thường ra mặt. Khi cô bạn kia buông lời xúc phạm, anh để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Cô tức giận, bước đến định trút giận. Anh thẳng tay tát cô một cái đau điếng. Khóe môi chảy xuống dòng máu tươi. Chồng mình ra tay đánh mình để bảo vệ người phụ nữ khác. Cô thấy thật nực cười. Không chịu được cảnh chung chồng, cô chỉ nghĩ tới việc ly hôn. Một cái tát đã chấm dứt tất cả cuộc hôn nhân. Vội vàng rời khỏi nơi bẩn thỉu, cô đi vội vã trên dãy hành lang dài. Từ bước chân dồn dập cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Cô đi tới cầu thang, nước mắt giàn giụa trên má, tâm trí hiện giờ không nghĩ được gì nữa. Ngay khoảnh khắc cô đặt bước chân ở bậc thang đầu tiên, một lực mạnh từ sau đẩy cô về phía trước. Cả người mất thăng bằng, không có nơi để bám víu, cô cứ vậy nhoài người về trước, lăn từng bậc cầu thang. Âm thanh va chạm vang lên tới khi hết bậc thang thì dừng lại. Cô nằm sõng xoài dưới nền đất lạnh lẽo, máu từ đầu chảy xuống, cơ thể hoàn toàn bất động. Điều duy nhất cô thấy trước khi mất đi ý thức là nụ cười của hai người mà cô từng rất tin tưởng. Cô không biết đã trôi qua bao lâu, cũng không biết là mình hôn mê bao nhiêu ngày. Cô chỉ biết khi tỉnh dậy trong phòng bệnh, người thân đều bên cạnh, bao gồm cả chồng và cô bạn thân. Họ khóc lóc thảm thiết, diễn vai nạn nhân y như thật, thương xót, lo lắng cho cô đến thất thần. Nhưng cô đã thấy rõ bộ mặt của họ. Lần này tỉnh dậy sẽ không bị lừa lần nữa. Cô giả vờ mình bị mất trí nhớ, không nhớ chồng mình là ai và quên hoàn toàn người bạn thân tệ bạc. Cô nhớ tất cả mọi người trừ hai kẻ tệ bạc ấy. Ngày cô tỉnh dậy sau hôn mê, Chu Chính Đình cũng có mặt tại phòng bệnh. Hắn là người mà cô từng bỏ lỡ, là người yêu cô hơn sinh mệnh. Lần giả vờ mất trí này, cô muốn làm lại cuộc đời, muốn bên cạnh người thật lòng yêu cô. Cô mỉm cười với Chính Đình, giang hai tay ôm chặt lấy hắn rồi gọi: "Chồng ơi, đợi em khỏi bệnh rồi anh đưa em về nhà nhé." "Thẩm Yên Đan, em nói gì vậy?" "Chồng, chồng ơi." Yên Đan tựa đầu vào ngực Chính Đình trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Một tiếng chồng thốt ra từ miệng của cô ngọt ngào, giống như thể đã quen gọi như vậy từ lâu. Cao Vĩ Quang đứng hình trong phút chốc, gã không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hiện tại hai người vẫn chưa ly hôn, Yên Đan và gã vẫn là vợ chồng hợp pháp. Gã không thể trơ mắt nhìn vợ mình ôm người đàn ông khác rồi gọi hắn bằng chồng. Vĩ Quang tức giận, gã lao đến kéo Yên Đan về phía mình, đẩy mạnh Chính Đình ra xa. "Yên Đan, anh mới là chồng của em, tên đó không phải là chồng của em đâu." Yên Đan chau mày cố gắng thoát khỏi Vĩ Quang. "Anh làm gì vậy? Buông tôi ra, anh không phải là chồng của tôi." Yên Đan quay sang phía Chính Đình cầu cứu: "Chồng ơi, giúp em với, anh ta làm cho em đau quá." Chính Đình vẫn còn vài chuyện không hiểu, nhưng Yên Đan đã nhờ giúp đỡ, hắn không thể đứng một chỗ. Hơn nữa, người con gái mà hắn yêu vừa gọi hắn bằng chồng, điều mà cả đời này hắn tưởng bản thân sẽ không được nghe. Chính Đình bước đến, trực tiếp xô ngã Vĩ Quang ra khỏi người Yên Đan. Hắn ôm cô vào lòng, thanh âm trầm ổn: "Không nghe vợ tôi nói gì sao? Cô ấy bảo anh tránh xa cô ấy ra." "Mày..." Vĩ Quang định phản kháng, bố của Yên Đan liền đứng ra can ngăn: "Yên Đan vừa mới tỉnh dậy đấy, đừng có gây chuyện ở đây." Rồi ông nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến: "Yên Đan à, Vĩ Quang mới là chồng của con, còn người đàn ông này chỉ là bạn con thôi. Bây giờ thì buông tay cậu ta ra nhé."
Không, không phải, đây mới là chồng của con. Yên Đan à, nghe lời bố nào. Con không chịu đâu. Bố bảo con đã kết hôn, vợ chồng con nhất định phải là anh ấy. Yên Đan siết tay không buông Chính Đình. Chuyện mà bố cô nói đương nhiên cô giới rất rõ, nhưng cô đã phạm sai lầm một lần, không thể ngu ngốc thêm lần thứ hai. Dù bây giờ Chính Đình không phải là chồng cô nhất định sẽ biến nó thành sự thật. Chính Đình nhếch môi cười đầy ẩn ý. Hắn không để tâm ánh mắt xung quanh, trực tiếp cúi người xuống. Yên Đan, lời bố em nói là thật đấy, tôi không phải là chồng của em. Nhưng em đã kết hôn với Vĩ Quang rồi. Em không thích anh ta. Yên Đan cảm thấy tình hình không ổn, cô không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Vĩ Quang còn chưa kịp cười thầm liền bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Em sẽ ly hôn với anh ta, lúc đó anh cưới em nhé. Chính Đình mỉm cười. Vị trí phu nhân nhà họ Chu luôn chờ em. Cả căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng trước cuộc nói chuyện của họ. Có người im lặng cho qua, có người lại tức giận nhưng không thể làm được gì. Còn cô thì thầm tận hưởng cảm giác vui vẻ mà mình đang có. Thẩm Yên Đan quyết định, biết quyết định của mình là đường đột. Bố mẹ sẽ cho rằng cô đang không tỉnh táo nên mới nói vu vơ. Hiện tại cô không muốn giải thích gì với họ. Tỉnh dậy sau vụ tai nạn, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi. Mọi người rời khỏi phòng bệnh. Tô Khả Hân vội vàng kéo Vĩ Quang đến một góc khuất. Cô ta nổi nóng với gã. Sao không đồng ý ly hôn? Chẳng lẽ anh không muốn cưới em sao? Khả Hân, em đừng có làm loạn nữa. Bây giờ anh không thể ly hôn được. Lý do là gì? Hay là anh vẫn yêu cô ta? Anh không yêu cô ta, nhưng anh phải lấy được tài sản của cô ta thì mới ly hôn được chứ. Tài sản? Đúng rồi, còn tài sản. Khả Hân sực nhớ ra chuyện quan trọng vẫn chưa làm xong. Yên Đan là con gái duy nhất của nhà họ Thẩm, cô cũng là người được thừa kế toàn bộ gia sản bố mình để lại. Nhà họ Thẩm giàu có nổi tiếng bấy giờ, hai người giữ kín mối quan hệ vụng trộm của mình chỉ vì số tài sản Thẩm Yên Đan được thừa kế từ bố. Cao Vĩ Quang khẽ thở dài một tiếng. Thẩm Yên Đan còn chưa ký vào giấy chuyển nhượng, bây giờ ly hôn thì coi như chúng ta mất trắng đấy. Gã bực bội than phiền về chuyện không để Thẩm Yên Đan ký vào giấy tờ sớm hơn. Hiện tại cô mất trí nhớ, thậm chí chồng mình là ai cũng không rõ. Đã vậy là còn muốn ly hôn, gã không thể để chuyện này xảy ra. Chức vụ giám đốc gã đang giữ cũng là do nhà vợ mà có. Ly hôn đồng nghĩa với việc gã sẽ mất tất cả mọi thứ. Tô Khả Hân bước đến bên Vĩ Quang. Cô ta ôm lấy tay gã, nghiêng người ngả ngớn. Vĩ Quang, chuyện này dễ giải quyết thôi mà. Anh đừng quá lo lắng, sớm muộn gì chúng ta cũng lấy được tài sản. Biết là thế, nhưng giờ anh phải đối mặt với kẻ mất trí. Chịu thiệt thòi một chút rồi chúng ta hưởng lợi sau. Khả Hân nhẹ nhàng chạm vào người Vĩ Quang, cố gắng an ủi gã. Gã nhìn cô ta mỉm cười gượng gạo, nhưng trong lòng không khỏi lăn tăn. Bàn tay cũng vô thức đẩy cô ta ra khỏi người. Dường như đầu gã chỉ nghĩ đến chuyện lấy được tài sản. Không chỉ vậy mà còn vương vấn một điều gì khác. Điều đó gã nghĩ mãi không ra. Khả Hân đơn giản cho rằng Vũ Quang không muốn người khác bắt gặp cảnh tượng khi nãy nên mới đẩy ra. Cô ta vẫn vui vẻ chờ đợi ngày bạn thân và chồng ly hôn, còn mình thì ngang nhiên trở thành vợ chồng của bạn. Ngủ một ngày dài trong bệnh viện, Yên Đan tỉnh dậy trên giường. Sau giấc mộng dài, cơ thể bỗng chốc trở nên khỏe hơn. Tuy đầu vẫn còn đau nhức nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Yên Đan đưa mắt nhìn trần nhà, mọi thứ vẫn còn khá mờ ảo. Có lẽ vì vết thương trên đầu nên mới như vậy. Vịn tay xuống giường làm chủ, cô khó khăn ngồi dậy. Bên tai bỗng nghe giọng nói của một người đàn ông. Em tỉnh rồi à? Yên Đan giật mình, sự chú ý đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Người ngồi trước mắt cô vừa thay lại là Chu Chính Đình. Không biết hắn đã vào đây từ khi nào, ở lại được bao lâu. Cô đoán không lầm thì dáng vẻ này như đang chờ đợi cô tỉnh dậy thì phải. Cách đây vài tiếng, Yên Đan vừa mới mất trí, nhận Chu Chính Đình làm chồng. Phóng lao thì phải theo lao, cô không thể để lộ bất kỳ sơ hở. Đối diện với hắn, mỉm cười như chuyện cô bịa ra là thật. Chồng, anh ở đây từ khi nào thế? Một lúc rồi. Chính Đình lạnh nhạt đáp lại. Thái độ của hắn bây giờ khác hẳn lúc người nhà cô ở đây, cứ như thể là một người khác. Yên Đan cảm thấy bầu không khí gượng gạo khó tả. Lúc này mỉm cười thôi với cô cũng đã khó khăn. Đã lỡ diễn thì phải diễn đến cùng. Yên Đan nhẹ giọng, tươi cười vui vẻ. Chồng, không phải tôi nói rồi sao? Tôi không phải là chồng của em.
Mình đi đăng ký kết hôn đi thì sẽ thành vợ chồng mà. Chị anh nói như vậy còn gì. Tôi đổi ý rồi, không muốn kết hôn nữa. Sao lại thế? Thẩm Yên Đan, đừng giả vờ mất trí nữa. Em không giỏi nói dối đâu. Chồng, anh đang nói gì vậy? Em không hiểu. Em lại giả vờ nữa rồi. Em không bị mất trí phải không? Yên Đan đứng hình phút chốc. Cô nhớ bản thân mình diễn xuất sắc lắm cơ mà. Ngay cả bố mẹ cô cũng không phát hiện là cô đang giả vờ. Thế mà chính Đình lại nhìn ra. Đã vậy lại còn trực tiếp hỏi thẳng cô. Mặt của Yên Đan biến sắc. Bị nói trúng tim đen, cô vẫn niềm nở trong giả tạo. Chồng, em không hiểu. Bố nói em bị mất trí nhớ thật mà. Chính Đình thở dài đứng dậy, tay đút túi quần, từng bước chân chậm rãi lại gần chỗ cô đang ngồi. Hắn cúi thấp người nhớn về phía cô. Bắt gặp ánh mắt của hắn, Yên Đan run sợ. Dù không muốn nhưng bắt buộc phải nhìn thẳng. Chính Đình, có chuyện gì sao? Khi nãy mới gọi chồng, bây giờ đổi thành tên rồi à? Tại vì em tưởng anh không thoải mái nên mới đổi. Tôi chỉ bảo em giả vờ mất trí, chứ chưa từng nói không thích em gọi bằng chồng. Yên Đan thầm tức giận trong lòng. Không phải cô đang cố diễn kịch thì đã cho hắn một cái bạt tai rồi. Cũng chính bởi sự kiêu ngạo trong cách hành xử của hắn nên lúc trước cô mới không chọn hắn. Tuy rằng hiện tại cô muốn quay về với hắn, nhưng vẫn không thể hài lòng với tính cách đó. Điều duy nhất cô không thể phủ nhận, ở bên hắn cô cảm thấy rất an tâm. Chính Đình nhận ra sự im lặng, hắn trực tiếp ngồi xuống hỏi. Bị tôi phát hiện nên bây giờ không biết nói gì sao? Yên Đan nhất quyết không thừa nhận. Cô phải dùng cách khác thuyết phục hắn. Yên Đan bày ra bộ dạng đáng thương, trong ánh mắt có phần kiên nghị kỳ lạ. Chính Đình, nếu như anh không muốn kết hôn với em thì cứ nói thẳng, đừng vu oan và em nói dối. Em xin lỗi vì khiến anh khó chịu khi em muốn cưới anh. Có lẽ bố em nói đúng, em phải về với chồng thật của mình. Chính Đình ngỡ ngàng. Lời của Thẩm Yên Đan hiện giờ chính là cô muốn rời xa hắn để trở về bên Cao Vĩ Quang. Khó khăn lắm hắn mới có được cô, tuyệt đối không thể để mất. Chính Đình vội nắm tay của Yên Đan, khẩn khoản cầu xin. Em đừng bỏ anh sẽ không nghi ngờ em nữa đâu. Do anh liên tục ép em thừa nhận mà. Là do anh quá đa nghi thôi. Anh sẽ không ép em nữa. Chúng ta kết hôn, em đừng quay về với tên kia được không? Yên Đan không ngờ cách này lại có hiệu quả. Nhìn Chính Đình mếu máo gần khóc, cô sắp không nhịn nổi cười. Cô thở dài. Được rồi, em không về với tên đàn ông kia. Dù sao em cũng không thích anh ta mà. Em nói thật không? Thật. Mà anh sẽ cưới em chứ? Có, nhất định cưới. Anh sẽ mang giấy kết hôn đến cho em. Yên Đan gật đầu rồi tựa vào người hắn. Hiện tại cô chỉ có duy nhất Chính Đình làm chỗ dựa, là phao cứu sinh cuối cùng. Chính Đình ở trong bệnh viện chăm sóc Yên Đan cả buổi. Khi thấy hắn đã thấm mệt, cô liền kêu hắn về nhà. Cô phải thuyết phục mãi hắn mới chịu rời đi. Ngả lưng xuống giường, Yên Đan thở phào. Cuối cùng cô cũng sắp cưới người mà cô từng yêu. Nhưng để làm được điều đó, cô cần phải ly hôn với Cao Vĩ Quang. Chuyện này e là còn khó hơn lên trời. Sáng nay lúc nghe cô nói ly hôn, gã nổi đoá, thậm chí là còn gây hấn với Chính Đình. Gã hành động theo bản tính, vậy mà trước đây cô không nhận ra. Dù có thế nào cô cũng phải ly hôn. Yên Đan vừa định chợp mắt nghỉ ngơi một lúc, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Cô giật mình hướng về phía cửa chính. Cao Vĩ Quang từ bên ngoài bước vào. Gã nhanh chóng lại gần chỗ cô, gương mặt đằng đằng sát khí. Ánh mắt gã nhìn cô hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Yên Đan sợ hãi lùi về sau, miệng lắp bắp mãi mới thành lời. Ai cho phép anh vào đây? Mau đi ra ngoài đi. Vĩ Quang không quan tâm, gã trực tiếp bóp lấy cổ cô, thanh âm trầm thấp. Một ly hôn á, không dễ thế đâu. Cô mà dám cưới thằng đó, tôi cho cô chết. Anh bị điên à? Bỏ tôi ra. Lực siết tay của Cao Vĩ Quang ngày càng mạnh, khiến Thẩm Yên Đan hô hấp khó khăn. Khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau đớn, đau tới mức không thể thở nổi. Cô ho khủ khủ, liên tục dùng cánh tay của mình để cánh tay của Cao Vĩ Quang ra. Nhưng sức lực của Thẩm Yên Đan có hạn, sức lực yếu ớt của một người con gái làm sao có thể chống lại được người đàn ông lực lưỡng này cơ chứ. Ngay khi Yên Đan sắp không trụ nổi, Vĩ Quang mới buông tay. Cô đặt tay lên ngực của mình, cố gắng hít thở sâu lấy dưỡng khí đã mất.
trừng mắt nhìn Vĩ Quang, cô chỉ thấy nụ cười đều của gã. Vĩ Quang nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói khiến cô sởn gai ốc. Vợ à, anh mới là chồng em, em đừng nhận nhầm người khác làm chồng chứ. Tôi sẽ ly hôn với anh, người tôi muốn cưới là Chu Chính Đình. Vĩ Quang cười phá lên thành tiếng rồi nắm tóc cô kéo ngược ra sau. Yên Đan, cô nghe cho rõ đây, cả đời này cô không thể thoát khỏi tôi đâu. Anh bỏ tay ra, đau quá, tôi quyết rồi, dù thế nào tôi cũng sẽ cưới Chu Chính Đình. Còn ngoan cố sao? Vĩ Quang dùng sức mạnh hơn, cả đầu cô ngửa về sau, chỗ tóc bị gã nắm đau tới mức nhăn nhó mặt mày. Cô dùng hai tay đỡ lấy, cố gắng giảm cơn đau nhất có thể. Trong mắt của Yên Đan, Vĩ Quang lúc này chẳng khác nào tên điên. Gã đang ngoại tình sau lưng cô, bây giờ lại còn dở thói vũ phu, nhất quyết không chịu ly hôn. Giống như mà bố cô nhìn thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ đuổi gã ra khỏi công ty, chấm dứt quan hệ giữa cô và gã. Nhưng cô lại không có bằng chứng. Vĩ Quang buông khỏi tay khỏi tóc cô, đôi bàn tay thô ráp khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô, từ từ mà vuốt ve. Tay của gã dừng lại ở chiếc cằm xinh đẹp của cô, bỗng dùng lực siết chặt, y lên đó những vết ửng đỏ. Thẩm Yên Đan, nếu như em muốn sống thì đừng có cãi lời anh. Em không cần biết em có lấy lại được trí nhớ hay không, anh nhất định sẽ không để em toại nguyện. Gã hất mạnh tay khiến gương mặt của cô quay sang một bên. Vĩ Quang lùi về sau, bước chân xa dần khỏi giường bệnh rồi rời khỏi phòng. Yên Đan thẫn thờ ngồi một chỗ, trên người cô bây giờ vẫn còn in dấu vết thương do gã gây ra, đôi mắt vô hồn chăm chăm vào khoảng không tĩnh lặng. Cô lấy phải một tên điên rồi. Vĩ Quang lựa chọn giờ này một mình đến đây tìm cô. Gã làm ra những hành động thô thiển chỉ với mục đích duy nhất là cảnh cáo. Gã chính là đang cảnh cáo cô không được nghĩ đến chuyện ly hôn. Với một kẻ như gã, cô lo gã thực sự sẽ làm những gì gã nói. Yên Đan trằn trọc cả đêm. Sáng hôm sau, lúc Chính Đình tới bệnh viện, hắn bắt gặp cô ở trong tình trạng mệt mỏi. Lại gần giường bệnh, Chính Đình chạm vào má Yên Đan. Hắn mơn trớn nhẹ nhàng hỏi thăm. Em sao thế? Mệt ở đâu à? Yên Đan lắc đầu. Em không sao. Sắc mặt của em không ổn lắm, có gì cứ nói với anh, đừng giấu. Yên Đan ngẩng đầu nhìn Chính Đình, cô lưỡng lự một hồi mới nói. Cao Vĩ Quang không cho em ly hôn, hắn đe dọa em. Lúc nào? Đêm qua. Xem không gọi cho anh. Yên Đan im lặng không nói. Đêm qua chính cô còn không giữ nổi bình tĩnh, còn không biết bản thân mình phải làm gì, thì sao có thể gọi điện cho ai? Bàn tay nhỏ khẽ kéo vạt áo, cô khẩn khoản cầu xin người đàn ông trước mặt. Em phải làm gì hả anh? Em không muốn sống cùng hắn, hắn đáng sợ lắm. Anh có cách giúp em. Cách gì thế? Mang thai con của tôi. Mang thai ạ? Cách này có hơi... Yên Đan muốn thoát khỏi Vĩ Quang càng sớm càng tốt, có điều làm theo cách của Chu Chính Đình, nói thì hơi quá. Thì Yên Đan lưỡng lự, Chính Đình cố gắng thuyết phục. Kết hôn rồi mình sẽ có con, có trước hay muộn thì đâu phải vấn đề. Chuyện này không ổn đâu anh, em nghĩ là nên tìm cách khác thì hơn. Yên Đan định ló ngó lơ cho qua chuyện thì lại bị Chính Đình ép trả lời bằng được. Yên Đan, nói cho anh nghe, em muốn ly hôn với hắn không? Em có. Vậy thì mang thai con anh là lựa chọn tốt nhất rồi. Yên Đan cười gượng, gỡ tay Chính Đình ra khỏi người. Em sẽ suy nghĩ sau nhé. Chính Đình gật đầu. Yên Đan đã không muốn, hắn không ép. Đợi khi cô thông suốt, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chính Đình bên cạnh cô suốt một tháng, đến khi hắn vừa đi, người bạn thân nhất của cô xuất hiện. Nhìn bộ váy đỏ diêm dúa cô ta đang mặc trên người, cách trang điểm lòe loẹt, đậm tầm lờ vài lớp phấn, trông giống như người không giống như người đi thăm bệnh, mặc dù trên tay đang cầm một giỏ quà. Tô Khả Hân đến gần chỗ cô, đặt quà xuống bàn. Cô ta mỉm cười thân thiện. Yên Đan, cậu nhìn xem, tôi mang quà đến thăm cậu này. Yên Đan giả vờ mất trí nhớ, quên luôn cả việc mình có một người bạn thân, nên cô cũng không cần kiêng nể gì loại người như Tô Khả Hân. Liếc nhìn giỏ quà trên bàn, Yên Đan thẳng thừng ném xuống dưới đất. Cô tỏ thái độ lạnh nhạt, ra khỏi phòng. Khả Hân nhìn giỏ quà sõng soài dưới đất thì không khỏi tức giận, nhưng vẫn phải cố kìm nén với số tài sản mà Cao Vĩ Quang nói trước đó. Cô ta gắng gượng nở nụ cười không thể giả tạo hơn, gương mặt bày ra vẻ tội nghiệp.
Yên Đan, sao bạn nhạt với tôi thế? Chúng mình là bạn thân cơ mà. Yên Đan hử lạnh, cô không muốn có cái loại bạn đi cướp chồng của người khác. Tôi nhớ là mình không có người bạn như cô. Tô Khả Hân mỉm cười, nhanh chân bước đến gần Thẩm Yên Đan. Chúng mình là bạn thật mà, thậm chí là còn rất thân. Chẳng qua là cậu bị mất trí nhớ thôi. Thế à? Vậy thì tôi muốn quên luôn. Yên Đan không nhiều lời với Khả Hân, cô đẩy cô ta ra xa, gằn giọng. Tôi không có gì để nói với cô hết, mau đi ra ngoài. Chúng ta là bạn mà. Tôi đã không nhớ thì cô đừng có nhắc lại, tôi không muốn nhớ lại đâu. Yên Đan thực sự rất muốn quên. Cô đối xử với Tô Khả Hân rất tốt, thế mà cô ta lại phản bội cô, cùng chồng cô ngoại tình. Loại người như cô ta không nên dây dưa thì hơn. Yên Đan hít một hơi sâu, thiện rõ sự phẫn nộ. Tôi bảo cô cút ra ngoài, không nghe thấy sao? Tình hình kéo dài không ổn, Tô Khả Hân chỉ đành nhượng bộ. Thôi được rồi, tôi không làm phiền cậu nữa, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, hẹn gặp ở nơi khác. Yên Đan không tiễn. Những lời Tô Khả Hân nói khiến cô nghi ngờ. Cô ta vừa rời khỏi, Yên Đan liền nằm xuống giường nghỉ ngơi. Một đàn ông bất ngờ xuất hiện, gõ cửa. Yên Đan giật mình quay sang, hóa ra là người quen. Cô mỉm cười ra hiệu cho anh ta vào trong. Người đàn ông đó nhanh chóng làm theo. Khi khoảng cách giữa hai người vừa đủ, anh ta lập tức dừng lại. Chuyện tôi nhờ cậu có làm tới đâu rồi? Tôi vẫn đang thu thập bằng chứng ngoại tình của họ, nhưng tôi có cái này hay hơn muốn nói. Là gì vậy? Tôi phát hiện ra Cao Vĩ Quang bị vô sinh. Hơn một tuần ở bệnh viện và gần một tuần trở về nhà dưỡng bệnh, Chính Đình luôn là người bên cạnh cô. Bố mẹ góp ý nhiều lần, khuyên cô nên để Cao Vĩ Quang chăm sóc, nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Mỗi lần nhìn thấy gã, hình ảnh đêm hôm đó lại xuất hiện trong đầu của cô, thực sự rất khó chịu. Thương cô nên bố mẹ đành nghe theo, họ đồng ý trong bất lực. Những ngày ở bệnh viện, không ít lần Thẩm Yên Đan bắt gặp Cao Vĩ Quang nhìn mình bằng ánh mắt tức giận và có chút hối hận. Cô không hiểu kẻ như gã có gì mà hối hận, nhưng cô chắc chắn gã sẽ không hối hận về những việc mình đã làm. Vĩ Quang chỉ đang diễn vai một người chồng tội nghiệp bị vợ quên mặt và phải chứng kiến vợ mình bên cạnh người khác mà thôi. Thẩm Yên Đan biết sau khi về nhà, Chính Đình luôn bên cạnh cô, khiến người ngoài bàn tán. Cô không quan tâm để ý tới mấy lời đó, bởi vì không lâu nữa họ sẽ nhìn thấy được bộ mặt thật của chồng cô. Chính Đình như thường lệ đến thăm Yên Đan. Hắn đặc biệt chuẩn bị những thứ cô thích nhất mang tới cho cô tẩm bổ. Đẩy cửa bước vào phòng riêng, Chính Đình đã thấy vợ tương lai của mình. Hắn tiến đến ôm chầm lấy cô từ đằng sau, tựa vào bờ vai gầy, hơi thở ấm nóng cũng như thanh âm trầm trầm thì thầm bên tai. Vợ, anh đến rồi đây. Sau khi nghe bên ngoài có những lời bàn tán không hay, Yên Đan đã kêu Chính Đình sửa cách xưng hô, nhưng hắn vẫn làm theo ý mình, nhất quyết không thay đổi. Bất lực, cô đành phải chiều theo ý hắn, để mặc hắn muốn gọi thế nào cũng được. Hình như hắn gọi nhiều đến nỗi cô nghe quen luôn rồi, không còn cảm giác ngượng ngùng nữa. Yên Đan quay người lại, hai tay câu lấy cổ của Chính Đình. Cô nghiêng đầu mỉm cười với hắn. Hôm nay anh không đi làm sao? Dành dỗi tới thăm em mỗi ngày cơ à? Với em á, anh lúc nào cũng dư thời gian. Chính Đình mơn trớn gò má hồng kia, nhìn đôi môi căng mọng, hắn không nhịn được mà cúi đầu cắn một miếng. Yên Đan cho mày chịu đựng, tay siết chặt lấy áo hắn đến nhàu nhĩ. Đây vốn là chuyện xảy ra thường xuyên, nên cô không có chút phản kháng. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô đã gửi đơn lên tòa, do Vĩ Quang cố chấp không chịu giải quyết trong êm đềm, nên hiện tại hai người đang ly thân. Cao Vĩ Quang có thể ngoại tình sau lưng cô được, mấy chuyện cô đang làm chẳng có gì phải hổ thẹn. Dù sao việc ly hôn cũng đang trong quá trình sắp xếp. Buông tay khỏi người của Yên Đan, Chính Đình muốn làm sâu hơn nữa, nhưng bị cô ngăn cản. Chính Đình, em bảo anh rồi, đợi tới lúc kết hôn rồi mà. Nhưng anh không đợi được, anh muốn lắm rồi. Không được cũng phải được, nếu không lần sau anh đừng có tới nữa. Được rồi, anh nhịn. Chính Đình nén tiếng thở dài bất lực. Hắn đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, cứ tiếp tục thế này, hắn sợ bản thân của mình phát điên lên mất. Vợ tương lai của hắn không cho, hắn đành chấp nhận.
Chính định buông tay khỏi người Yên Đan, hắn thở dài. Em ăn mấy đồ anh mang tới trước đi, lát nữa anh sẽ quay lại. Anh định đi đâu? Tới gặp bố em. Ông ấy nói muốn nói chuyện riêng với anh. Em không cần đi đâu. Em... Yên Đan còn chưa dứt câu, Chính Đình đã vội ngăn lại. Dù sao cũng phải nói chuyện đàng hoàng, anh đi rồi về. Mặc dù không yên tâm, nhưng Yên Đan buộc phải để Chính Đình rời đi, chỉ mong sao mọi chuyện thuận lợi. Chính Đình đi theo người giúp việc đến phòng riêng của ông Châu. Hắn vừa bước vào trong, chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng quát. Tên họ Chu chết tiệt, cậu đã cho con gái của tôi ăn bùa lũ gì để nó si mê cậu thế? Bố vợ, đừng tức giận quá, anh ở tới sức khỏe đấy. Ai là bố vợ của cậu? Đừng có mà tùy tiện gọi bừa. Chính Đình còn chưa nói thêm lời nào thì một cái gối kê lưng bay thẳng về phía hắn. May mà hắn né kịp. Nhìn cái gối đập trúng bình hoa, khiến bình hoa rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Chính Đình hoảng hốt. Hắn thầm cảm tạ trời đất, bởi vì bản thân không phải bình hoa đó. Nếu không hắn cũng biết số phận của mình đi tới đâu. Chính Đình cười gượng, lắp bắp mãi mới thành lời. Bố vợ à, bình tĩnh giải quyết. Bố manh động như vậy, lỡ con bị gì, sau này cháu bố mồ côi cha đấy. Bố vợ cái con khỉ khô, tôi không bao giờ chấp nhận cậu làm rể nhà này. Nhưng con gái của bố chấp nhận rồi, với lại cô ấy còn đang mang thai con của con. Ông Châu sững sờ, hai bên tai ù ù, nghe không rõ lời Chính Đình nói. Ông nuốt nước bọt, đôi môi run lên khẽ hỏi. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Chính Đình mỉm cười tươi rói, vui vẻ lặp lại. Dạ, con nói Yên Đan đang mang thai rồi ạ. Là con của con, thưa bố. Hai đứa tới mức đấy rồi sao? Thậm chí là có con. Thì trước sau gì bọn con chẳng cưới, có con trước cũng đâu có sao đâu bố. Ông Châu ngồi phịch xuống ghế, toàn thân cứng đờ, đầu như muốn nổ tung. Ông hoa mắt chóng mặt, nhất thời không nói được lời nào. Đúng hơn là chẳng có gì để diễn tả cảm xúc hiện tại. Ngay từ lúc Thẩm Yên Đan tỉnh dậy, rồi món nói là cưới Chu Chính Đình, ông đã có ý định ngăn cản. Nhưng bởi vì quá thương con gái nên ông mới nhẫn nhịn bỏ qua, hết lần này tới lần khác. Những lời xì xầm, bàn tán ngoài kia, một tay ông lo liệu hết. Mặc dù bản thân ông không muốn bênh vực Chu Chính Đình. Ông Châu nghĩ đơn giản, sau khi Thẩm Yên Đan lấy lại trí nhớ, mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Nhưng hình như không thể quay lại được nữa, tất cả đã đi quá xa. Chính Đình bước đến, ngồi xuống đối diện ông Châu. Hắn nở ra một nụ cười nham nhở. Bố vợ, con không biết bố gọi con đến đây là vì chuyện gì, nhưng chắc bây giờ cũng đổi sang chuyện khác rồi nhỉ. Bố nghĩ sao nếu mà chúng ta bàn bạc về việc tổ chức đám cưới? Ông Châu siết chặt tay lại đầy tức giận, ngẩng đầu lên nhìn Chu Chính Đình bằng con mắt đỏ ngầu căm phẫn. Cậu đừng mơ tới chuyện cưới con gái của tôi. Chính Đình sững sờ. Bố, chúng con với nhau rồi cơ mà. Bố không thể chia cắt bọn con. Có con thì sao? Tôi thừa khả năng nuôi cháu của mình mà không cần đến cậu. Bố, cậu thử gọi tôi một tiếng bố nữa xem, tôi sẽ đá cậu ra khỏi Thẩm gia đấy. Chu Chính Đình chẹp miệng bất lực. Hắn đã cố tình nghĩ ra một lý do hoàn hảo như vậy, vậy mà cuối cùng vẫn không được chấp nhận. Thái độ của ông Châu hiện giờ không phải là lúc thích hợp để thuyết phục. Thẩm Yên Đan ở phòng đợi Chu Chính Đình, trong lòng thấp thỏm không yên. Cô đi lại nhiều lần. Trước đây bố cô không có ác cảm với Chính Đình, chẳng hiểu sao thời gian gần đây lại không thích hắn ra mặt. Cánh cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng động. Yên Đan vui mừng nhìn về hướng Chính. Nụ cười chưa trọn vẹn khi người bước vào không phải là người trong lòng. Bố, Chính Đình đâu? Muốn gặp cậu ta hơn bố mình sao? Không, không phải ạ. Bố tìm con có chuyện gì không? Con mang thai với Chính Đình rồi phải không? Bố nói sao ạ? Con có thai? Làm gì có chuyện đó ạ? Ngay cả Thẩm Yên Đan sau khi nghe những lời này cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Cô chưa cho Chu Chính Đình vượt giới hạn, hắn làm sao có thể khiến cô mang thai? Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của con gái mình, ông Châu chẹp miệng một cái.
Lúc này ông mới nhận ra là bản thân mình đã bị chính Đình lừa. Yên Đan mỉm cười, cô bước lại gần chỗ bố, nhẹ nhàng khoác lấy tay ông. Bố ơi, giữa con với chính Đình không có chuyện gì cả đâu. Con nói thật không? Hay là đang cố che giấu tội lỗi của nó đấy? Con nói thật mà, bố phải tin con gái của mình chứ. Ông Châu nheo mắt nhìn Thẩm Yên Đan đầy nghi hoặc, sau cùng ông vẫn phải gật đầu chấp thuận nghe theo. Nếu là một kẻ khác nói, ông chắc chắn sẽ không tin. Nhưng là Chu Chính Đình, ông đương nhiên nghi ngờ. Trong mắt của ông, Chính Đình là loại người không đáng tin tưởng. Không phải vì con gái ông đang mất trí nhớ cần người bên cạnh chăm sóc thì ông đã không cho Chính Đình bước vào Thẩm gia. Thẩm Yên Đan thầm trách móc Chính Đình. Cô không ngờ hắn lại dám nói những lời này với bố cô. Thái độ thù địch của bố cô đối với hắn ngày qua thế nào, không chỉ riêng cô mà ngay cả người ngoài cũng nhìn ra. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sắc rối hay sao? Hắn còn cố tình thêm dầu vào lửa. Yên Đan tự hỏi, Chính Đình thực sự muốn cưới cô không vậy? Đáng lẽ hắn phải tìm cách lấy lòng bố cô mới phải. Quay sang phía bố, Yên Đan khẽ hỏi, bố, bây giờ Chính Đình đang ở đâu? Bố đuổi nó về rồi. Đột nhiên bố lại đuổi anh ấy về là sao? Đây là nhà của bố, bố muốn đuổi ai là quyền của bố, có dám ý kiến sao? Con không ạ. Lần này Yên Đan không cứu nổi Chính Đình, dù sao cũng do hắn bày trò nói dối bố cô trước, nếu không kết quả đã khác. Khi nãy ông Châu bước vào phòng, tim của Yên Đan nhất thời hẫng một nhịp. Cô lo sợ đã có chuyện không may xảy ra. Và quả thực là đã có chuyện xảy ra, nhưng không đến nỗi tồi tệ. Có lẽ lần tới cô phải nhắc nhở hắn cẩn trọng trong lời nói hơn. Yên Đan buông tay khỏi người của bố, cô lại gần chỗ giường ngồi xuống. Ông Châu lặng lẽ quan sát thái độ của con gái. Kể từ lúc nghe ông nói Chính Đình bị đuổi về, sắc mặt của cô không còn tươi vui như trước. Ông tự hỏi, có phải con người sau khi mất trí đều như vậy không? Trước kia cô yêu và lấy Vĩ Quang làm chồng, bây giờ thì lại sống chết muốn cưới Chính Đình. Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Yên Đan, ông cất giọng trầm ổn hỏi con gái của mình, Yên Đan, con thực sự yêu Chính Đình sao? Vâng, con yêu anh ấy. Thế còn Vĩ Quang thì sao? Nó mới là chồng con mà. Bố, bố con đã ly thân rồi, chuẩn bị ly hôn, bố đừng nhắc tới anh ấy nữa. Bố chỉ sợ sau này con nhớ lại sẽ hối hận về những chuyện mình đã đi làm thôi. Con sẽ không hối hận đâu. Yên Đan khẳng định chắc chắn. Quyết định ngay lúc này của cô đều suy nghĩ một cách thấu đáo. Cô không đường đột, cũng sẽ không hối hận. Bởi vì cô chưa từng mất trí nhớ nên cô biết mình đang làm gì. Chỉ sợ lo lắng trên gương mặt của bố, cô biết bố vẫn chưa an tâm. Chắc hẳn ông cũng đang có nhiều nỗi lo. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Yên Đan liền nổi hứng nói sang chuyện khác, để mọi thứ khác hơn. Bố, tôi đừng nói về chuyện này. Con muốn biết sao bố lại không thích Chu Chính Đình. Anh ấy cũng tốt mà. Tốt cái gì mà tốt? Nó làm cho con gái nhà người ta có bầu mà tốt à? Chính Đình và cô gái khác có con với nhau sao? Phải. Ông Châu gật đầu khẳng định chắc nịch. Yên Đan cười gượng, cố gắng minh oan cho Chính Đình. Chắc là bố nhầm lẫn gì thôi, anh không phải loại người đó đâu. Không phải sao? Con đúng là chẳng biết cái gì hết. Ông Châu thở dài ngao ngán khi thấy đứa con gái cưng của mình đã quá ngây thơ. Ông dịu dàng vỗ nhẹ vào tay cô vào vài cái. Trước khi con xảy ra chuyện, có một lần bố đến bệnh viện lấy kết quả khám, nào ngờ vô tình gặp Chu Chính Đình ở đó. Con có biết là bố đã thấy cái gì không? Bố thấy gì? Bố thấy Chu Chính Đình đưa một người phụ nữ đi khám thai đấy. Sao cơ? Khám thai ấy à? Biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi. Ông Châu hử lạnh. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Hai đứa nó cười nói vui vẻ thân mật như vậy thì làm sao mà là hiểu lầm được. Chuyện này bố không trách con, trách cái tên Chu Chính Đình đó lừa gạt con thôi. Bố không có ý gì cả. Bố nói để cho con hiểu mà suy nghĩ kỹ lại. Yên Đan không nói thêm lời nào. Cô cúi gằm mặt xuống trầm lặng bất thường. Nhìn con gái buồn bã, lòng ông cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng ông muốn điều tốt nhất cho con gái nên đành phải nói ra sự thật phũ phàng. Từ trước tới nay, Yên An muốn làm gì ông đều chiều theo, miễn là cô được hạnh phúc.
Việc đó không đồng nghĩa với việc rằng ông để cho con gái của mình chọn sai đường. Ông dịu dàng xoay đầu cô, chất giọng khàn khàn của một người đàn ông lớn tuổi, cùng sự yêu thương của một người cha. Yên Đan, con nên suy nghĩ lại chuyện hôn nhân của con và Vĩ Quang. Bố thấy... Lời còn chưa kịp hết câu, Yên Đan đã vội vàng chen ngang. Con xin lỗi vì đã ngắt lời bố, nhưng con nhất định sẽ phải ly hôn với Cao Vĩ Quang. Ông Châu tức giận đứng phát dậy. Thẩm Yên Đan, con vẫn chưa chịu tỉnh ngộ hay sao? Tên Chu Chính Đình kia có gì tốt chứ? Con xin lỗi bố, con đã quyết định rồi. Con đúng là ngu dại mà. Không còn lời nào để nói, ông Châu không nỡ mắng con mình. Nhưng cô cứ mu muội thế này, ông không thể đứng yên. Cuối cùng vẫn đành bất lực. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Hai người không một ai lên tiếng, không một tiếng nói chung. Thẩm Yên Đan mạnh miệng vậy thôi, nhưng trong lòng lúc này vẫn đang băn khoăn về chuyện mà bố kể liên quan đến Chu Chính Đình. Cô thầm cầu mong tất cả chỉ là hiểu lầm. Ông Châu im lặng chừng một lúc rồi lên tiếng. Yên Đan, sau đó con không được phép gặp Chu Chính Đình. Tại sao vậy bố? Không cần phải hỏi lý do, bố đã quyết định như vậy. Bố ơi. Mà cho Thẩm Yên Đan có gọi thế nào, ông Châu cũng không dừng lại dù chỉ là một chút. Lần này ông đã thực sự quyết tâm làm tới cùng. Yên Đan nhìn cánh cửa đóng lại, bất lực ngồi xuống ghế. Đến bây giờ bố vẫn muốn cô quay lại với Cao Vĩ Quang, bởi vì nghĩ gã là một người chồng tốt, một người con rể tốt. Bằng chứng ngoại tình của Cao Vĩ Quang cô đã có đủ, nhưng cô cần thêm thời gian để làm thêm một chuyện. Sau khi xong việc, cô nhất định sẽ vạch trần tất cả. Khi đó bố cô nhất định sẽ thay đổi cách nhìn. Còn hiện tại trong mắt bố cô, Vĩ Quang vẫn luôn tốt hơn Chính Đình. Nhưng ông đâu biết sau lưng ông, gã đã làm ra bao nhiêu chuyện tồi tệ. Tên Cao Vĩ Quang đó không chỉ ngoại tình sau lưng cô, gã còn biển thủ tiền của công ty sau khi làm giám đốc. Không những vậy, gã còn ve vãn tất cả những nhân viên nữ ở trong công ty, một kẻ bỉ ổi và bẩn thỉu. Chu Chính Đình bị bố vợ cấm túc không được gặp vợ tương lai. 3 ngày trôi qua đối với hắn như là địa ngục trần gian. Hắn thực sự rất nhớ Thẩm Yên Đan của hắn. Kỳ lạ ở chỗ là sau khi bị bố vợ cấm túc, hắn gọi điện hay nhắn tin cho Thẩm Yên Đan đều không được. Chính Đình từng nghĩ tới việc ông Châu tịch thu điện thoại để Yên Đan không thể liên lạc với hắn. Nhưng với tính cách của Thẩm Yên Đan, nhất định sẽ không để cho bố mình làm vậy. Và ông Châu cũng không bao giờ hành hết một cách trẻ con như vậy. Hay cô đang giận hắn chuyện gì đó? Hắn đã nghĩ đến điều này, nhưng Chính Đình lại băn khoăn, không biết bản thân mình sai ở đâu. Hay do mỗi lần gặp mặt, hắn luôn muốn tiến xa hơn, nên Yên Đan mới khó chịu và không thích hắn nữa. Chỉ mới đoán mò Thẩm Yên Đan không còn thích mình, Chính Đình không thể ngồi yên một chỗ. Đêm xuống, hắn một mình lái xe tới nhà của Yên Đan. Vì bị cấm túc nên hắn chỉ có thể tới vào buổi tối muộn. Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự. Chính Đình đang tìm cách trèo vào từ bên trong mà không bị phát hiện. Bất ngờ một bóng người từ xuất hiện từ đằng sau. Hắn đã phát hiện ra ngay từ đầu. Hắn nhìn vào chiếc bóng phản chiếu trên tường, thành công né được một cái gậy sắt đánh xuống. Âm thanh va chạm giữa nền đá và sắt vang lên. Chính Đình quay người lại, khóe môi hắn cong lên để lộ ra một nụ cười đầy chế giễu. Lần sau muốn đánh lén ấy, thì phải học kỹ hơn một chút, Cao Tổng à. Cao Vĩ Quang trừng mắt nhìn Chính Đình, gã không nói một lời, trực tiếp giơ gậy sắt lao đến chỗ của Chính Đình. Đối phó với một kẻ ngông cuồng không biết lượng sức mình, Chính Đình chỉ cảm thấy tốn thời gian. Mỗi lần Cao Vĩ Quang ập tới, Chính Đình đều thành công né được. Không những thế, hắn đã văng cây gậy sắt ở trên tay Cao Vĩ Quang xuống đất. Mất thứ để chống trả, Vĩ Quang bị Chính Đình đánh liên tiếp vào mặt cho tới khi gục xuống không thể đứng dậy nổi. Chính Đình được học võ nên thân thủ tốt hơn hẳn, và hắn chưa bao giờ nương tay với kẻ muốn hại mình. Nhìn Vĩ Quang nằm dưới đấy như một con chuột nhắt, Chính Đình nhếch mép. Lần sau nhớ thuê thêm người để kịp thời khi đi bệnh viện nhé. Bị Chính Đình khiêu khích, Vĩ Quang tức giận. Thằng chó, mày cưới vợ tao, bây giờ mày dám ăn nói với tao như thế sao? Cao Tổng, anh nói gì vậy?
Ai cướp vợ của anh? Mai là vợ của anh chứ. Tôi nhớ là hai người sắp ly hôn xong rồi cơ mà. Không nên tùy tiện gọi vợ tương lai của tôi như vậy đâu. Mà tao chưa ly hôn đâu, tao vẫn có quyền. Có quyền sao? Chu Chính Đình không nhịn được mà cười lớn. Có quyền mà Cao Tổng nói là không được gặp mặt vợ, không được ở cùng vợ đấy hả? Mày... Cao Vĩ Quang không thể đối đáp lại với Chu Chính Đình. Gã tức giận, trút giận lên những thứ vô tri rồi đứng dậy. Vĩ Quang một tay ôm bụng đầy đau đớn. Gương mặt gã bây giờ xuất hiện nhiều vết bầm tím, khóe môi chảy ra một dòng máu đỏ. Gã đưa tay quyệt nhẹ gần giọng. Tao sẽ không để cho mày cưới cô ấy đâu. Xin lỗi, mày không có quyền quyết định. Cái thứ ngoại tình như mày không được phép nói người khác. Cao Vĩ Quang cười nhẹ. Gã chẳng mấy hoảng hốt khi Chu Chính Đình biết bí mật của mình, lại còn tỏ vẻ ung dung. Mấy lời của mày không dọa được tao đâu. Có giỏi thì mày thử nói chuyện đó cho Yên Đan nghe đi. Chu Chính Đình thở dài. Tôi không định nói đâu, vì tôi không có ý định xen vào chuyện riêng của người khác. Dù sao tôi cũng có lý do để hai người phải ly hôn rồi. Lý do gì? Yên Đan có thai rồi, là con của tôi. Mày nói sao? Cô ấy có thai? Chu Chính Đình thở dài. Chuyện hắn nói đâu có nghiêm trọng đến nỗi người nào cũng phải hỏi lại như thế. Đơn thuần là mang thai thôi mà. Cứ làm như Thẩm Yên Đan mang thai là một chuyện rất lạ vậy. Cao Vĩ Quang cười trừ. Gã lắc đầu không tin điều mình vừa nghe thấy. Gã thậm chí còn gào lên trong tức giận. Cô sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Tại sao không? Cao Tổng à, anh không thấy là cô rất yêu tôi à? Yên Đan chỉ đang bị mất trí nhớ thôi. Mất trí nhớ? Chính Đình không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Kể cả khi cô có mất trí nhớ, thì nhất là phải có cảm giác quen thuộc với người chồng mà mình yêu thương chứ. Đằng này cô lại không phản ứng, ngược lại lại còn không thấy, không muốn lấy lại ký ức đã mất. Phải chăng Cao Tổng đã làm điều gì trước đó khiến cô ấy vô thức không muốn nhớ lại chăng? Cao Vĩ Quang đứng hình trong phút chốc. Cái biết ý của Chu Chính Đình không phải ám chỉ tới việc ngoại tình của gã, mà đang nhắc tới chuyện khác. Sắc mặt của Vĩ Quang thay đổi, ánh mắt lảng tránh, cùng mồ hôi lấm tấm trên trán. Gã không dám đối diện với bất kỳ ai, đặc biệt là người trước mặt. Chính Đình chẳng có ý gì, hắn chỉ muốn xác nhận lại một vài chuyện, một vài chuyện mà hắn đã nghi ngờ từ lâu. Sau khi Thẩm Yên Đan tỉnh dậy từ vụ tai nạn, Chu Chính Đình chưa từng hỏi rốt cuộc chuyện xảy ra vào đêm đó như thế nào. Một phần vì hắn không muốn nhắc lại quá khứ buồn, mặt khác hắn sợ cô nhớ đến làm tâm trí căng thẳng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Hiện tại Thẩm Yên Đan đã khỏe hơn, hắn cũng nên hành động cho những thắc mắc của mình. Chu Chính Đình chậm rãi tiến đến, Cao Vĩ Quang lập tức lùi về sau. Thái độ gã hiện giờ có chút sợ hãi, khác hẳn vẻ ngạo mạn khi nãy. Hình như Chính Đình đã nói trúng tim đen của gã. Chính Đình mỉm cười, hắn đắc ý không trực tiếp hỏi, mà nói vòng vo gây áp lực. Cao Tổng, sắc mặt của anh không được tốt lắm đâu. Sao? Anh đang sợ gì à? Sợ gì chứ? Việc gì tao phải sợ? Chính Đình gật đầu hiểu ý. Không sợ mà run thế. Có phải Cao Tổng làm chuyện gì xấu nên không muốn bị người khác phát hiện không? Đừng có nói linh tinh, tao không có làm gì sai hết. Ngoại tình đã làm một việc sai trái, đến tận bây giờ Cao Vĩ Quang vẫn không chịu thừa nhận. Gã biển thủ tiền của công ty, làm ra mấy trò hèn hạ sau lưng người từng giúp đỡ mình. Những chuyện đó thôi đủ để gã thấy gã là loại người gì, sai thế nào. Nhưng bản chất thì vẫn là một kẻ dám làm mà không dám nhận. Chu Chính Đình không muốn dây dưa nhiều với Cao Vĩ Quang, hắn thở dài. Tôi phải đi gặp vợ mình. Cao Tổng về nhà và nhớ bôi thuốc lên vết thương nhé. Cao Vĩ Quang định bước thêm một bước ngăn cản Chu Chính Đình, nhưng lời nói còn chưa kịp thành câu, đôi chân cũng vừa bước được vài bước, giọng của Chu Chính Đình vang lên. Đừng nghĩ tới chuyện ngăn cản, tôi không ngại cho anh thêm vài vết thương đâu. Cao Vĩ Quang lập tức thu tay lại. Sau trận đánh Nhử Tử, gã tự biết lượng sức mình. Những vết thương trên mặt vẫn còn mới, không thể xuất hiện thêm. Chu Chính Đình cứ thế khuất xa dần, Cao Vĩ Quang một mình đứng phía sau. Gã nhìn theo bóng dáng Chu Chính Đình, trong lòng không khỏi tức giận.
Bàn tay siết chặt đầy căm phẫn, gã nhếch môi cười khẩy. Đứa bé đó sẽ không chào đời. Nửa đêm Thẩm Yên An nằm trên giường, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Mấy ngày qua không liên lạc được với Chu Chính Đình, cô rất nhớ hắn. Cô chỉ bị cấm không được gặp mặt hắn nhưng vẫn có thể liên lạc. Có điều trong lòng lại cứ luôn vướng mắc chuyện bố cô nói hôm trước. Thẩm Yên An hiểu phải nói chuyện rõ ràng với Chu Chính Đình thì mới hiểu rõ sự tình. Chỉ là cô không đủ can đảm để làm chuyện đó. Có lẽ tâm trí vẫn cứ lo sợ rằng điều ấy là thật. Cô thất bại trong hôn nhân một lần nên không muốn đi vào vết xe đổ lần nữa. Yên Đan xoay người liên tục, cuối cùng không nhịn được mà đành ngồi dậy. Cô rời khỏi giường, vừa định đi dạo một chút cho thoải mái, không ngờ lại nghe thấy tiếng động từ đằng sau. Yên Đan giật mình quay người lại, âm thanh vừa truyền đến là tiếng gõ cửa. Nó không phải phát ra từ tiếng cửa chính mà tới từ cửa dẫn ra hiên. Trong lòng cô thấp thỏm lo âu, đã muộn rồi lại còn có ai gõ cửa đây. Hơn nữa phòng cô đang ở tầng 2, tiếng gõ cửa này thực sự rất đáng ngờ. Phải chăng là có trộm? Thẩm Yên Đan rón rén lại gần, trên tay cầm cây đèn ngủ bằng gỗ để phòng thân. Bước chân chậm rãi lại gần phải cánh cửa ngoài hiên, tay cô run rẩy không dám nhanh gọn vén tấm màn che phủ sang một bên. Cô phải thừa nhận bản thân lúc này đang rất sợ. Thẩm Yên Đan nhắm mắt làm liều, cô định vén màn vỡ khóa rồi cùng cái thứ trên tay phòng vệ. Nào ngờ bên tai lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Yên Đan, mở cửa cho anh. Thẩm Yên Đan, em nghe thấy không? Là Chu Chính Đình. Thẩm Yên Đan kinh ngạc khi nghe tiếng hắn. Cô chắc chắn bản thân không nghe lầm, cũng không phải vì mấy ngày rồi không gặp nên sinh ra ảo giác. Cảm giác hiện tại rất chân thực. Mỗi lần một tiếng gọi tên Thẩm Yên Đan là một lần cánh cửa phát ra tiếng gõ. Thẩm Yên Đan buông đèn ngủ trên tay xuống, rồi nhanh chóng một tấm rèm che phủ. Người xuất hiện trước mặt cô quả thực là Chu Chính Đình. Thấy cô, Chính Đình mỉm cười ra hiệu. Mở cửa cho anh. Sau khi xác nhận người đứng sau cánh cửa kia là Chu Chính Đình, Yên Đan mới buông lòng cảnh giác rồi mở cửa cho hắn vào trong. Chu Chính Đình mừng rỡ, khi nãy hắn đã phải rất vất vả mới có thể trèo tường vào đây. Cũng may là phòng cô ở trên tầng 2, lại còn có ban công nên công cuộc leo trèo cũng không quá khó. Ngồi xuống giường, Chính Đình thở dài đầy mệt mỏi, mồ hôi trên trán, cả tấm lưng phía sau cũng ướt một khoảng nhỏ. Biết Chính Đình mệt mỏi, Yên Đan lấy một cốc nước đầy đưa cho hắn. Hắn nhận lấy cốc nước từ tay của Thẩm Yên Đan, không nói gì mà làm một hơi hết sạch. Khi nãy leo tường, hắn đã mất rất nhiều sức. Nhìn dáng vẻ của Chính Đình lúc này, Yên Đan khẽ hỏi: Chu Chính Đình, anh trèo tường vào đây sao? Chính Đình gật đầu: Phải, anh trèo vào đây. Nghe hắn trả lời một cách thản nhiên, cô không khỏi tức giận. Anh bị điên sao? Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy? Đây là tầng 2 đấy. Là tầng 2 chứ không phải là tầng 1 đâu. Chẳng may có chuyện gì xảy ra thì làm sao? Em lo lắng cho anh như vậy mà mấy ngày qua đến một tin nhắn em cũng không nhắn cho anh. Anh đau lòng lắm đấy. Em... Thẩm Yên Đan lúng túng chưa biết phải trả lời thế nào thì phát hiện ở trên mặt Chu Chính Đình có một vết bầm tím. Vết bầm này chắc chắn là mới có gần đây. Cô vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn, tay chạm nhẹ vào vết bầm tra hỏi: Chu Chính Đình, sao anh lại bị thương? Anh đã đánh nhau với ai sao? Chính Đình cười gượng. Hắn hơi quay mặt sang hướng khác, lảng tránh Thẩm Yên Đan. Hắn không để cô chạm tay vào vết thương của mình, ngữ điệu có phần ngập ngừng. Cái vết này là do anh không cẩn thận, tự mình làm mình bị thương thôi. Không sao đâu, chẩn đoán là hết ngay mà. Từ biểu cảm đến cử chỉ đều thể hiện rõ sự giả dối. Hắn nói rằng hắn tự làm mình bị thương, có trời mới tin hắn. Còn cô thì không thể chấp nhận nổi. Vết thương trên mặt của hắn chắc chắn là do ẩu đả. Tính tình của hắn ngông cuồng hiếu thắng, chẳng lẽ cô lại không hiểu sao? Hắn lại đi gây sự với ai nên mới để lại hậu quả thế này? Thẩm Yên Đan nén tiếng thở dài vào trong. Cô nhẹ nhàng xoay mặt Chu Chính Đình đối diện với mình. Hàng lông mày khẽ trao lại, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Cô không nói thêm lời nào nữa mà đứng dậy. Hắn còn tưởng là cô giận là vì hắn không thành thật. Nào ngờ cô chỉ biết đứng dậy lấy hộp thuốc rồi quay trở lại chỗ hắn. Không gian trong phòng trở nên bình yên lặng đến lạ. Chẳng có một ai mở lời để xoa tan đi sự gượng gạo hiện tại. Thập Yên Đan kiên nhẫn bôi thuốc cho chính đỉnh. Từng hành động của cô đều vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận. Mỗi khi Chu Chính Đỉnh nhăn mặt, cô liền chậm lại rồi điều chỉnh để hắn không chịu đau. Sau khi bôi thuốc, Thẩm Yên Đan nhìn Chu Chính Đỉnh, cô nghiêm túc hỏi: "Chính Đỉnh à, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?" Chính Đỉnh liền bày ra bộ mặt đáng thương, hắn hơi cúi đầu ngậm ngùi nói: "Trước khi gặp em, anh đã gặp Cao Vĩ Quang ở bên ngoài." "Cao Vĩ Quang? Đừng nói là..." Chính Đỉnh gật đầu thừa nhận suy đoán của Thẩm Yên Đan là đúng. "Anh và hắn đã xảy ra xô xát. Em yên tâm, anh không đánh hắn. Hắn cũng không bị thương nặng đâu, nên em đừng trách anh." "Chu Chính Đình, anh đang nói cái gì vậy?" Yên Đan tức giận. Những lời của Chính Đình bây giờ chẳng khác nào hắn đang nghĩ là cô vẫn còn tình cảm với Cao Vĩ Quang. Chẳng khác nào nói cô quan tâm gã chồng tệ bạc kia. Yên Đan hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, hắng giọng: "Chu Chính Đình, người mà em lo lắng là anh. Sao có thể nghĩ là em như vậy chứ?" "Tại anh thấy em giận nên cứ tưởng." "Tưởng cái gì mà tưởng? Gặp lại người như Cao Vĩ Quang, anh đừng có nên dây dưa gì mới phải. Bây giờ anh nhìn xem." Thẩm Yên Đan nhìn vết thương trên mặt của Chu Chính Đình mà không khỏi đau xót. Cô chạm nhẹ vào vết thương, ngón tay di chuyển chậm rãi để không làm hắn đau. "Sau này có gặp lại Vĩ Quang, anh đừng có chấp với hắn làm gì. Đừng có để mình bị thương, được không?" Hắn rất thích cái dáng vẻ lo lắng hiện giờ của Thẩm Yên Đan. Cô không lo lắng cho gã chồng tệ bạc kia, mà đang lo lắng cho hắn. Khóe môi của Chính Đình cong lên để lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn đã đạt được mục đích của mình rồi. Khi nãy trong lúc xảy ra ẩu đả với Cao Vĩ Quang, hắn đã cố ý để gã đánh mình một cái thật đau. Lý do cuối cùng của việc đó là đây. Nếu không vì lý do này thì đời nào Chu Chính Đình để Cao Vĩ Quang chạm được vào chứ? Nhân cơ hội khi Thẩm Yên Đan còn đang mềm lòng, Chu Chính Đình liền được nước làm tới. Hắn gục đầu vào ngực của cô, hơi thở ấm nóng phả lên xa. "Yên Đan, anh đau quá, em giúp anh đỡ đau được không?" Thẩm Yên Đan hoảng hốt: "Em bôi thuốc rồi, anh đợi thêm một chút nữa thì sẽ không đau." "Nhưng anh đau quá rồi, không chịu được thêm đâu." "Anh còn bị thương ở đâu nữa sao? Hay em đưa anh đi bệnh viện nhé." Thẩm Yên Đan sợ rằng trong lúc xảy ra ẩu đả, Chính Đình đã không chỉ bị thương ở trên mặt mà còn bị thương ở đâu đó trên người mà không nói cho cô biết. Nhìn hắn đau, cô không nỡ. Chính Đình nắm tay Thẩm Yên Đan, để tay của cô đặt vào nơi giữa quần rồi nói: "Anh đau ở đây, em thổ giúp anh nhé." "Sao? Sao chứ? Anh đau ở..." "Đúng rồi đấy, em mà không giúp á, anh đau chết mất." Thẩm Yên Đan hiểu Chính Đình đang muốn điều gì. Cô ái ngại chuyện này. Cô muốn đợi tới đêm tân hôn, nhưng hình như Chính Đình không nhịn được nữa. Không chỉ hôm nay, mà kể từ lúc quen nhau, ngày nào hắn cũng có ý định đè cô xuống giường. Trong suy nghĩ đen tối của hắn vẫn là nụ cười gượng gạo cùng giọng điệu dè chừng. Yên Đan ngập ngừng: "Chính Đình, anh để hôm khác nhé." "Anh đã nghe câu này chán lắm rồi." Chính Đình chậm rãi buông tay khỏi người của Yên Đan. Mỗi khi hắn ngỏ lời, cô đều dùng thái độ này để từ chối. Hắn biết là cô không muốn vượt qua giới hạn, chứ không phải là muốn từ chối hắn. Nhưng hắn cũng có giới hạn của mình. Chính Đình đứng dậy. Hắn cố che giấu nỗi thất vọng trong ánh mắt. "Hôm nay gặp em vậy là được rồi. Anh về đây. Ở đây lâu sợ bố em phát hiện." Mặc dù hắn không thể hiện ra bên ngoài, nhưng cô biết là hắn đang rất giận. Thẩm Yên Đan nghĩ bản thân có lẽ đã quá cổ hủ, cô không nên cứng ngắc trong chuyện thân mật quá. Hắn đã vì cô mà làm nhiều việc như vậy. Ngay khi Chính Đình chuẩn bị rời đi, Thẩm Yên Đan vội vàng giữ tay hắn lại. Cô hơi cúi đầu ngập ngừng nói: "Trước khi anh đi, em có thể hỏi anh một câu được không?" Chính Đình mừng hụt, hắn còn tưởng Thẩm Yên Đan không nỡ nên mới níu mình giữ lại. Tất cả hóa ra chỉ là hắn tưởng tượng mà thôi. Cô giữ hắn
là vì muốn hỏi điều mà cô muốn biết. Chính Đình thở dài. Được rồi, em hỏi đi, em sẽ trả lời tất cả. Yên Đan ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Chính Đình. Chính Đình à, anh đã từng làm một người phụ nữ khác có thai hay sao? Thẩm Yên Đan, em nói cái gì vậy? Anh hãy trả lời em đi, em đã có con với người khác rồi đúng không? Chính Đình tròn mắt ngạc nhiên. Hắn đã hiểu lý do vì sao mấy ngày qua không liên lạc được với Thẩm Yên Đan. Chắc hẳn cô vì chuyện này nên mới không muốn nói chuyện với hắn. Chu Chính Đình nắm chặt tay của Thẩm Yên Đan, từ tốn giải thích. Em không biết là em nghe tin đó ở đâu, nhưng nếu anh có con thì mẹ của đứa bé phải là em. Anh không nói dối đấy chứ? Tại sao anh phải nói dối? Mà em nghe tin này từ đâu? Bố em. Cái gì? Thẩm Yên Đan vội vàng giải thích. Trước lúc em xảy ra chuyện, bố nói là từng thấy anh đưa một người phụ nữ đi khám thai, thế nên ông mới hiểu lầm anh. Và chính em cũng hiểu lầm anh luôn phải không? Em có chút lo lắng thôi. Chính Định lắc đầu ngao ngán. Là một hiểu lầm tai hại. Hôm nay nếu Thẩm Yên Đan không nói chuyện này, hắn cũng không biết lý do vì sao ông Châu lại ghét hắn tới mức đó, trong khi hắn không làm gì sai. Chu Chính Đình khẽ vuốt ve gò má của Yên Đan. Hắn cười nói. Người phụ nữ đó là chị họ anh. Hôm đó anh rể bận nên không đi được, anh đi thay thôi. Là chị họ anh thật sao? Em mà không tin thì để anh đưa người đến làm chứng nhé. Không cần đâu ạ, em tin. Gánh nặng trong lòng của Thẩm Yên Đan cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Bây giờ thì cô có thể an tâm, hoàn toàn tin tưởng hắn. Thẩm Yên Đan bước đến ôm lấy Chu Chính Đình. Cô tựa đầu vào ngực của hắn thỏ thẻ. Anh ở lại đây với em đêm nay nhé. Thẩm Yên Đan, em nói thật chứ, không phải là đang muốn trêu đùa anh đúng không? Em nói thật mà, đêm nay ngờ được đây. Chính Đình đắc ý. Hắn nhanh chóng bế cô lên, xoay người hướng về phía giường. Sau đêm nay bố em có cháu giật thật rồi đấy. Trải qua một đêm cùng Chu Chính Đình, Thẩm Yên Đan không còn chút sức lực nào. Lần đầu tiên cô bị hắn hành tới mức không cử động được. Nhiều lần xin hắn dừng lại, hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai. Chu Chính Đình ôm chặt lấy Thẩm Yên Đan trong lòng. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một nụ hôn. Chính Đình biết đây không phải là lần đầu tiên của cô nên mới hơi mạnh tay. Đến khi muốn dịu dàng với cô thì cơ thể liền không chịu đựng nổi. Hắn liền làm liều. Thẩm Yên Đan khẽ chạm vào người. Cô đoán chắc thế nào sáng hôm sau trên da sẽ xuất hiện nhiều dấu tích của đêm nay. Tất cả đều do Chu Chính Đình mà ra. Hắn ăn cô non nê. Bây giờ nhìn gương mặt đang hưởng thụ lại càng thêm ghét. Cô đánh mạnh vào người của hắn, tỏ vẻ khó chịu. Bố em nhìn thấy những vết này thì làm sao? Em sẽ giải thích với bố thế nào đây? Em cứ bảo bị muỗi cắn là được. Làm sao có con muỗi nào khổng lồ như anh? Nhắc tới bố, Thẩm Yên Đan sực nhớ ra một chuyện. Cô vốn định hỏi tội Chu Chính Đình ngay, nhưng vì một vài thứ khác mà quên mất. Chính Đình tiếp tục bị đánh thêm một cái nữa vào người. Hắn cho mày đau đớn. Anh biết là anh hơi quá tay, nhưng em phải thương xót cho chồng mình chứ. Ai là chồng? Còn chưa kết hôn mà. Em đang muốn hỏi tội anh đây. Tội gì? Tội anh quá đẹp trai, quá hoàn hảo để thành chồng em ư? Thẩm Yên Đan bất lực thở dài. Dù thế nào thì cái tính tự luyến của Chu Chính Đình vẫn không từ bỏ. Hắn rất biết cách chọc tức cô. Đừng có tự khen bản thân mình quá đà nữa, Yên Đan nhắc nhở rồi mới hỏi. Ai cho phép anh nói với bố em là chúng ta có con với nhau? Thì trước sau gì cũng có. Anh nói đâu có sai. Nhưng hiện tại chúng ta chưa kết hôn. Anh không thể nói bậy được. Anh có biết là bố em tức giận thế nào không? Thẩm Yên Đan bất lực kể lại ngày hôm đó. Lúc đối diện với bố, cô rất sợ hãi. Cô chỉ sợ bố vì quá tức giận mà tăng xông ảnh hưởng tới sức khỏe. Cũng may là bố vẫn nghe lời cô giải thích, nếu không thì to chuyện. Chính Định khi ấy không suy nghĩ quá nhiều. Đơn giản là hắn chỉ bịa ra một lý do nào đó để ông Châu tác hợp cho hai người mà thôi. Nào ngờ không những không được ủng hộ mà còn bị ông cấm túc suốt mấy ngày liền. Đúng là cái miệng làm hại cái thân. Có điều nếu suy nghĩ kỹ, Chính Định cảm thấy mình không bị thiệt thòi mấy. Bởi có sự cấm túc đó, hắn trở tường qua gặp Thẩm Yên Đan mới có được một buổi tối tuyệt vời này. Chu Chính Đình xoay hẳn người đối diện Thẩm Yên Đan. Hắn mỉm cười, đôi mắt nheo lại.
Thật ra anh cũng không nói dối chuyện em mang thai đâu. Nghe giọng điệu cợt nhả của Chính Đình, Yên Đan nổi lên nghi ngờ. Anh có ý gì đây? Chúng mình lên giường rồi mà. Sớm muộn gì chẳng có con. Anh chỉ là thông báo sớm hơn một chút cho bố vợ thôi. Lúc này Thẩm Yên Đan mới ngớ người ra. Hóa ra ngay từ đầu là kế hoạch của Chu Chính Đình. Cô không nghĩ rằng hắn lại tâm cơ đến như vậy. Nghĩ lại, khi người quan hệ không có dùng biện pháp phòng tránh, có lẽ mọi chuyện sẽ giống như lời Chu Chính Đình nói. Cô thực sự sẽ có thai. Một khi chuyện đó xảy ra, cô phải hoàn tất chuyện ly hôn với Cao Vĩ Quang. Mấy ngày qua, mặc dù không được phép ra ngoài, nhưng với sự giúp đỡ của Châu Dịch nên cô đã có đầy đủ bằng chứng buộc tội Cao Vĩ Quang. Từ chuyện gã ngoại tình đến việc gã biển thủ tiền của công ty, mọi thứ xong xuôi vài ngày nữa hai người sẽ gặp nhau tại tòa. Chu Chính Đình lặng lẽ nhìn Thẩm Yên Đan. Hắn biết cô giả vờ mất trí, cũng biết cô không muốn thừa nhận chuyện đó nên hắn mới không làm tới. Nhưng có một chuyện bắt hắn bắt buộc phải hỏi cô. Dù sao cô cũng chỉ giả vờ quên Cao Vĩ Quang và người bạn thân tồi tệ kia, còn mọi chuyện chắc hẳn là cô vẫn nhớ. Yên Đan. Dạ. Ngày mà em ngã cầu thang, em có nhớ là ai là người đẩy em xuống không? Yên Đan hững một nhịp. Cô bất ngờ khi nhận được câu hỏi này từ Chính Đình. Bao lâu nay cô cứ mải mê nghĩ cách làm thế nào để tìm được bằng chứng ngoại tình của Cao Vĩ Quang rồi mau chóng ly hôn với gã, mà quên mất mình còn một việc quan trọng chưa nghĩ đến. Yên Đan thầm nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Sau khi phát hiện chồng và ngoại thân, bạn thân ngoại tình, cô đã rất sốc. Không thể đấu lại với hai kẻ đê tiện kia, Yên Đan đã quay lưng bỏ đi. Cô nhớ bản thân mình đã chạy rất nhanh đến cầu thang. Trong đầu cô khi ấy chỉ có một suy nghĩ, nói hết sự thật cho bố nghe. Cô muốn ông biết sự thật, bộ mặt thật của con người, người con rể mà ông luôn tin tưởng. Nhưng khi bước đến bậc cầu thang đầu tiên thì một bàn tay chạm vào lưng của cô, rồi dùng lực thật mạnh đẩy ngã cô xuống. Yên Đan khi ấy mất đà, không có nơi bám trụ nên mới ngã. Lúc cô nằm dưới nền đất, bên trên chỉ có hai người là Cao Vĩ Quang và Tô Khả Hân. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Thẩm Yên Đan nghe bố kể lại rằng người giúp việc quay lại biệt thự lấy đồ để quên rồi phát hiện ra cô. Trong nhà khi ấy hoàn toàn không có ai. Thẩm Yên Đan lúc nghe bố nói không mấy kinh ngạc, vì kẻ xấu làm chuyện ác đương nhiên là sẽ không dễ dàng vạch áo cho người xem lưng. Nhưng khi ấy điều mà cô bận tâm duy nhất là nhanh chóng phải ly hôn, còn việc ai hại mình thì lại hoàn toàn quên mất. Thẩm Yên Đan mãi không lên tiếng trả lời. Chu Chính Đình vội lay nhẹ người cô. Em có nghe anh nói gì không đấy? Yên Đan giật mình, thoát hẳn khỏi dòng suy nghĩ riêng. Dạ, em vẫn nghe. Em có nhớ người đẩy mình là ai không? Yên Đan lắc đầu. Em không biết. Không biết sao? Thèm nhớ cảm giác lúc đó người chạm vào mình, bàn tay của hắn ra sao không? To hay nhỏ? Kích thước tay của mỗi người là khác nhau. Nếu dùng cả bàn tay để đẩy một ai đó, chắc chắn khi tiếp xúc sẽ nhận ra sự khác biệt. Yên Đan cúi gằm mặt xuống. Cô ôm lấy đầu mình từ chối. Em thực sự không biết mà. Được rồi, anh không ép em. Khi nào em nhớ ra thì nói. Bây giờ không cần nghĩ đến nữa. Chính Đình ôm Thẩm Yên Đan vào lòng. Thái độ của cô không phải là đang muốn che giấu cho ai đó, mà thực sự là không biết chuyện xảy ra đêm ấy. Nghĩ cũng phải. Yên Đan bị đẩy từ phía sau, cô làm sao có thể nhìn thấy người thực sự đẩy mình là ai. Nhưng trong chuyện của Thẩm Yên Đan, chắc chắn chỉ có một người làm. Tinh thần của Yên Đan đang rất kích động. Chu Chính Đình không muốn sức khỏe của cô xấu đi. Hắn cũng không ép cô nhớ lại nữa. Chuyện này hắn vẫn phải tìm hiểu thật kỹ. Hai kẻ đã hại Thẩm Yên Đan không chỉ đơn thuần là chịu tội ngoại tình, mà còn phải chịu tội cố ý làm cho người khác bị thương. Trước đây Chu Chính Đình không thể bảo vệ cho Thẩm Yên Đan. Hắn đã đánh mất cô một lần. Lần này hắn không thể để mất cô thêm nữa. Yên Đan im lặng chừng một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Chính Đình. Em không nhớ khiến cho anh thất vọng sao? Hay để em cố nhé? Không cần, anh lo cho em hơn. Khi hãy bình tĩnh rồi thì suy nghĩ sau cũng được. Em không giận thật chứ? Chuyện này có gì đâu mà phải giận. Ngủ đi, đừng nghĩ về nó nữa. Vâng.
Chính Đình dịu dàng hôn lên trán của Yên Đan như mọi lời chúc ngủ ngon. Dù chuyện hôm đó cô không nhớ chút nào, hắn cũng sẽ tự tìm cách. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Yên Đan nhìn sang bên cạnh, không còn thấy Chu Chính Đình. Đặt tay lên khoảng trống trên giường, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm. Có lẽ Chính Đình mới rời đi không lâu. Yên Đan ngồi trên giường lấy lại sức một lúc rồi vào trong nhà tắm thay đồ. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Yên Đan khẽ thở dài ngao ngán. Trên da xuất hiện nhiều vết hôn, chỗ đổ chỗ tím. Mỗi lần chạm vào đều cảm thấy đau nhức. Cô không ngờ lần đầu của mình lại mãnh liệt đến như vậy. Không những thế, tên Chu Chính Đình kia sau khi biết sự thật lại còn chẳng nhẹ tay với cô chút nào. Nén tiếng thở dài vào trong, để không bị nghi ngờ, Thẩm Yên Đan cố tình mặc những bộ quần áo dài để che đi dấu vết trên cơ thể. Để bố phát hiện ra chuyện này, chắc cô bị cấm túc cả đời mất. Thẩm Yên Đan thay quần áo xong liền trở lại giường. Cô với tay lấy điện thoại gọi cho luật sư biện hộ. Bằng chứng cô đã có đầy đủ, bây giờ chỉ cần đưa cho luật sư rồi chờ tòa giải quyết vụ ly hôn. Khóe môi của Yên Đan khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì cô sắp bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy tăm tối này. Cô không tiếc những năm tháng bên cạnh Cao Vĩ Quang, không phải vì đó là những kỷ niệm đẹp, mà đơn thuần cô xem đó là bài học cho việc quyết định sai lầm. Sau này sẽ không có sự sai lầm đó nữa. Cánh cửa bất ngờ vang lên tiếng gõ. Thẩm Yên Đan dọn dẹp đồ riêng sang một bên rồi lên tiếng: "Mời vào." Được sự cho phép, người giúp việc đẩy cửa bước vào trong. Cô ta mang đến một cốc sữa nóng đặt trên bàn rồi nói: "Cô chủ, bữa sáng của cô." "Cảm ơn cô." Thẩm Yên Đan thấy người giúp việc đứng đó mà không rời đi, liền thắc mắc: "Sao cô còn đứng đây? Có chuyện gì à?" "À, tôi đợi cô chủ uống xong rồi dọn." "Cứ đi làm việc trước đi, lát tôi uống sau." Người giúp việc vẫn không nói tiếng nào. Thẩm Yên Đan hiểu đây là yêu cầu của bố nên không làm khó người khác. Cô cầm cốc sữa ấm trên tay, uống một hơi hết sạch rồi đặt xuống bàn. "Như vậy đúng ý của cô chưa?" "Tôi sẽ dọn ngay, cô chủ nghỉ ngơi ạ." Người giúp việc cầm lấy cốc sữa, vừa quay lưng lại đi được vài bước thì liền nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau. Cô ta xoay người, phát hiện Thẩm Yên Đan đang nằm sõng soài dưới đất, hai tay ôm bụng nhăn mặt đau đớn. Người giúp việc không nghĩ gì nhiều, vội vàng chạy đến đỡ Yên Đan dậy. "Cô chủ à, cô không sao chứ?" "Cô chủ, tôi... bụng tôi đau quá. Giúp tôi với." Thẩm Yên Đan mồ hôi nhễ nhại trên trán, hơi thở dần trở nên yếu ớt, cố gắng cầu xin sự giúp đỡ. Cô đau quằn quại ở bụng khiến cô không thể chịu đựng nổi. Yên Đan cảm thấy bản thân sắp đến giới hạn, cô không thể trụ thêm. Người giúp việc hoảng hốt la toáng lên, để người bên ngoài nghe thấy chạy đến giúp đỡ. Rất nhanh sau đó, cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi được điều trị kịp thời, tình hình của Thẩm Yên Đan đã đỡ hơn rất nhiều, dường như bị mất sức, không ảnh hưởng hay để lại di chứng. Người thân của Thẩm Yên Đan đều ở trong phòng bệnh cùng cô. Vị bác sĩ phụ trách cũng lấy được kết quả xét nghiệm rồi vào trong báo tình hình. Ông Châu đứng dậy vội hỏi: "Bác sĩ, con tôi bị gì mà thành ra thế này?" "Qua xét nghiệm, chúng tôi thấy bệnh nhân bị phản ứng với thuốc phá thai liều mạng, dẫn đến tình trạng dạ dày bị co bóp." "Cái gì? Thuốc phá thai?" Vị bác sĩ gật đầu. "Bởi vì bệnh nhân phản ứng với thành phần trong thuốc nên dẫn tới việc đau đớn ở dạ dày. Nhưng mà tôi thắc mắc là cô không mang thai, sao phải uống loại thuốc độc hại đó?" Mẹ của Thẩm Yên Đan đứng bên cạnh nhìn con gái. Bà nắm lấy tay của cô, không nói một lời nào mà chỉ dịu dàng chăm sóc cho cô. Ông Châu âm thầm ra hiệu cho vị bác sĩ kia. Hiểu ý, bác sĩ gật đầu quay người rời đi, để gia đình bệnh nhân giải quyết chuyện riêng. Thẩm Yên Đan nghe những lời bác sĩ nói, chính bản thân cô còn không dám tin. Trong chuyện này chắc hẳn là có uẩn khúc. Cô không thể tự hại chính mình, người thân của cô thì lại càng không thể làm chuyện đó. Rốt cuộc là ai được chứ? Người ngoài sao? Cô đâu có gây thù với ai. Ông Châu chậm rãi bước đến bên cạnh Thẩm Yên Đan. Ông không vội vàng mà từ tốn gợi chuyện, bởi con gái vẫn đang còn mệt sau chuyện xảy ra nên không quá vội vàng. "Yên Đan à, sao lại có chuyện này?
con có nghi ngờ ai không? Thẩm Yên Đan ngẩng đầu lên nhìn bố. Sau khi con uống xong ly sữa thì liền cảm thấy đau bụng dữ rồi. Đã có người bỏ thuốc vào trong ly sữa của con rồi. Ông Châu gật đầu hiểu ý. Mỗi buổi sáng sẽ có người giúp việc mang sữa đến phòng cho Yên Đan theo yêu cầu của ông. Ông chỉ giao duy nhất việc này cho một người làm, nên bây giờ người giúp việc đó là người tỉnh nghi nhất. Ông Châu nhanh chóng gọi điện yêu cầu quản gia đưa người giúp việc sáng nay đến bệnh viện hỏi cho ra lẽ. Ông nóng lòng muốn làm sáng tỏ chuyện này. Còn vợ ông thì chăm lo cho con gái, cố gắng trấn an cô nhất có thể. Người giúp việc được đưa tới bệnh viện, đối mặt với chủ, cô ta sợ hãi không dám ngẩng đầu. Thẩm Biên Đan biết bố sẽ nổi nóng mỗi khi có chuyện liên quan đến cô, nên cô đã chủ động là người hỏi giúp việc. Cô đã bỏ thuốc vào cốc sữa của tôi phải không? Người giúp việc lắc đầu, quỳ rạp xuống đất khóc lóc thành mình. Cô chủ à, tôi không hề làm chuyện đó. Cô tốt với tôi như vậy, tôi sẽ không hại cô đâu. Vậy cô nhớ kỹ lại xem, ngoài cô ra thì có ai động vào ly sữa của tôi không? Người giúp việc im lặng chừng một lúc. Cô ta cố gắng nhớ kỹ lại mọi chuyện. Vài phút trôi qua, cô ta đột nhiên ả lên một tiếng. Đúng rồi cô chủ, sau đây tôi thấy cậu Vĩ Quang xuống bếp. Lúc chạm mặt thì cậu chủ đi vội lắm, sau đó thì tôi mang sữa lên cho cô chủ uống luôn. Ngay tới đây, Thẩm Yên Đan dần hiểu ra vấn đề. Cô quay sang phía bố mình hỏi. Bố, sáng nay Cao Vĩ Quang có đến nhà mình không? Có. Con sẽ đến đưa hợp đồng cho bố xem qua. Mẹ cô ngồi cạnh cũng thắc mắc. Sao vậy con? Vĩ Quang có liên quan gì à? Thẩm Yên Đan mỉm cười vỗ nhẹ vào tay mẹ để trấn an, rồi bảo mọi người giúp việc kia rời đi trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ. Phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại cô và bố mẹ của mình. Yên Đan biết bây giờ đã đến lúc phải nói ra sự thật. Dù sao họ cũng là người cần được biết hơn tất cả. Hơn nữa luật sư của cô cũng đã bắt đầu làm thủ tục ly hôn với tòa. Nói cho bố mẹ biết sự thật này bây giờ vẫn tốt hơn. Thẩm Yên Đan hít một hơi sâu, lấy tinh thần rồi hắng giọng. Bố mẹ, con có một chuyện này muốn nói thật. Con không bị mất trí nhớ. Từ sau vụ tai nạn, con chỉ là giả vờ trước mặt mọi người thôi. Hai người nhìn đứa con gái của mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Mẹ cô hoảng hốt vội lay người cô. Yên Đan à, sao con làm như vậy? Có biết mọi người lo lắng cho con thế nào không? Con xin lỗi bố mẹ, nhưng con có nỗi khổ riêng của mình. Xin lỗi vì làm hai người lo lắng. Con thật là... Mẹ cô chỉ mắng cô một câu thế thôi. Tuy rằng có chút thất vọng khi con gái mình nói dối, nhưng trong thâm tâm của bà luôn đặt vấn đề sức khỏe của con lên hàng đầu. Bà luôn mềm yếu với con gái cưng như vậy. Người duy nhất im lặng từ khi cô thừa nhận chính là bố cô. Ông Châu ngồi trầm ngâm một góc không nói gì. Chẳng ai biết hiện giờ ông đang nghĩ thế nào, nhưng sắc mặt của ông dường như không được vui cho lắm. Thẩm Biên Đan biết bố cô là người rất khét kẻ nói dối. Suốt khoảng thời gian kể từ khi cô gặp chuyện đến lúc về nhà, ông luôn là người lo lắng chăm sóc cô nhiều nhất. Từng việc cô làm ông đều đứng sau chống lưng. Bây giờ lại thành ra đứa con gái ông thương nhất lừa dối ông. Ông Châu vẫn luôn coi trọng Cao Vĩ Quang, nhưng vì Thẩm Yên Đan mất trí nhớ nên mới để cô bên cạnh Chu Chính Đình. Sau khi biết tất cả chỉ là giả dối, có lẽ ông đã không còn muốn thấy mặt cô nữa. Yên Đan có chút sợ hãi khi đối diện với bố. Cô nuốt nước bọt thấp giọng nhẹ nhàng. Bố, con xin lỗi bố, mong bố tha thứ cho con. Con thực sự không muốn nói dối đâu. Cô biết rất khó để có thể xin tha thứ từ bố. Nhưng nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ, mẹ cô hiểu con gái, cũng nhún nhường nó đỡ vài câu. Ông nói gì với con đi, nó cũng không cố ý mà. Ông Châu khẽ thở dài một tiếng, quay sang nhìn về phía của Yên Đan. Câu đầu tiên ông nói không phải những lời mắng nhiếc, mà chỉ đơn thuần là một câu hỏi nhẹ nhàng. Sao con phải nói dối? Có điều gì buộc con phải làm như vậy sao? Thẩm Yên Đan ngạc nhiên. Cô không nghĩ là bố mình sẽ phản ứng như vậy. Ông không những không mắng cô, mà còn hỏi cô lý do tường tận. Khi nãy ông đã có một khoảng thời gian suy nghĩ. Mặc dù ông ghét người nói dối, nhưng ông tin là con gái của mình chắc hẳn là phải có lý do gì đó để làm như vậy. Giả vờ mất trí nhớ rồi liên tục không muốn nhận Cao Vĩ Quang làm chồng, thậm chí là còn muốn nhanh chóng ly hôn.
khiến anh nghe người giúp việc nhắc đến chuyện chạm mặt Cao Vĩ Quang ở bếp. Yên Đan liền cho người giúp việc rời đi. Ông nghĩ chắc hẳn là có điều gì khó nói của Thẩm Yên Đan liên quan đến Cao Vĩ Quang, dường như có chuyện gì đó mà ông không biết. Bố mình bỏ lời đến vậy, Thẩm Yên Đan cũng không giấu giếm nữa. Bố, mẹ, điều khiến con phải nói dối liên quan đến Cao Vĩ Quang, hắn đã ngoại tình sau lưng con và còn biển thủ tiền của công ty. Cái gì? Con nói gì? Nó dám sao? Ông Châu không giữ nổi bình tĩnh mà tức giận đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy. Ông trừng mắt gằn giọng. Nó lừa dối con từ bao giờ? Diễn ra trong bao lâu rồi hả? Trong lúc bọn con sống chung, hắn đã ngoại tình rồi bố. Mẹ cô ở bên cạnh không nhẫn nhịn mà phản ứng. Sao không nói cho bố mẹ ngay từ đầu để bố mẹ giúp con giải quyết? Thẩm Yên Đan lắc đầu cười gượng. Là chuyện của con mà, con muốn tự mình giải quyết. Khoảng thời gian con giả vờ mất trí nhớ, con đã có đủ bằng chứng buộc tội hắn. Bố mẹ không cần phải lo đâu. Nhìn nụ cười trên mặt con gái, ông Châu không kìm được lòng mình mà đau xót. Ông cứ luôn nghĩ Cao Vĩ Quang là một người chồng tốt, nhưng không ngờ sau lưng ông gái lại là một kẻ tồi tệ như vậy. Ông tưởng bản thân mình hiểu con gái nhất, thứ mà cuối cùng thì ông lại không hiểu gì. Chậm rãi bước đến bên Thẩm Yên Đan, ông Châu nhẹ nhàng xoa đầu cô. Con gái, bố xin lỗi. Nhận được tin Yên Đan nhập viện, Vĩ Quang lập tức đến xem tình hình. Không ngờ khi bước đến cổng viện thì liền bị Chu Chính Đình chặn đường. Hai người đối mặt nhau, bầu không khí chứa đựng sự căng thẳng. Thấy Chính Đình, Cao Vĩ Quang vô thức lùi về sau một bước. Mấy vết thương trên gương mặt từ đêm qua vẫn chưa lành, gã đương nhiên là không muốn đâm đầu vào chỗ chết. Giọng điệu của Cao Vĩ Quang khác hẳn, hèn hạ và thấp kém của một kẻ thất thế. Gã gần như không dám lớn tiếng với Chu Chính Đình. Phiền anh tránh ra, tôi cần phải gặp Yên Đan. Muốn gặp cô ấy? Được, tao dẫn mày đi. Này này, anh muốn làm gì? Mau bỏ tay ra. Mà Cao Vĩ Quang lớn tiếng phản đối thế nào, Chính Đình vẫn lôi gã vào một con hẻm vắng gần đó. Buông tay khỏi người của Cao Vĩ Quang, Chính Đình ngay lập tức đánh mạnh vào mặt gã, khiến cho gã ngã sõng xoài dưới đất. Vĩ Quang còn chưa kịp trở tay, Chính Đình còn đập thêm cho gã một phát vào bụng. Vĩ Quang cau mày đau đớn, gã không thể phản kháng, cũng không thể nói được lời nào. Chính Đình nhìn gã bằng ánh mắt căm phẫn, ngữ điệu đang kìm nén sự tức giận. Thằng khốn, chính mày bỏ thuốc hại Yên Đan, bây giờ còn mặt mũi đến đây gặp cô ấy sao? Tôi không hại cô ấy. Còn dám chối? Tôi có đầy đủ bằng chứng. Cao Vĩ Quang vị tay xuống giường làm chủ, gã chậm rãi đứng dậy đối diện với Chu Chính Đình. Chu Chính Đình đã có đầy đủ chứng cứ vạch tội gã, vậy thì gã cũng chẳng cần phải nói dối làm gì. Cao Vĩ Quang cười khẩy, gương mặt tự đắc. Phải đấy, tao bỏ thuốc cô ấy đấy. Thì sao? Tao không muốn đứa con của mày tồn tại trên đời nên tao mới làm thế đấy. Mày có đau không? Nỗi đau khi mất đi người mình thương hả? Chính Đình nhẫn nhịn, hắn siết chặt tay, cố kìm nén bản thân để không phải ra tay với kẻ hèn như Vĩ Quang. Hắn đã hứa với Thẩm Yên Đan là sẽ không liên quan đến Cao Vĩ Quang rồi, hắn phải giữ đúng lời hứa. Mặc dù hai người chưa thực sự có con, nhưng việc Cao Vĩ Quang làm cũng đã ảnh hưởng đến Thẩm Yên Đan rất nhiều. Liều thuốc đó đã khiến cô phải nhập viện, cũng may là được cấp cứu kịp thời. Trong chuyện này, Chu Chính Đình cũng có một phần lỗi. Nếu hắn không dùng những lời lẽ đó khiêu khích Cao Vĩ Quang thì mọi thứ đã không tồi tệ như vậy. Chính hắn là người đã gián tiếp khiến Yên Đan bị thương. Thái độ im lặng của Chu Chính Đình khiến Vĩ Quang càng thêm phấn khích. Gã cười phá lên như vừa đạt được mục đích. Mày yên tâm, tao nhất định sẽ không ly hôn với Thẩm Yên Đan, không để cho hai đứa chúng mày dây dưa với nhau đâu. Vậy mày nghĩ tao chỉ đứng đó để mặc mày muốn làm gì thì làm sao? Mày còn lựa chọn khác sao? Cao Vĩ Quang nhớn mày khiêu khích. Ngay cả con mày, mày cũng không bao giờ được, thì làm gì được tao? Mới lời của Cao Vĩ Quang thốt ra không câu nào lọt tai. Gã chính là đang khiêu khích sự nhẫn nại của Chính Đình. Nhưng Chính Đình đã đánh đủ thỏa mãn tay. Cuộc nói chuyện đến đây là đủ, hắn đã có được thứ mà mình muốn. Chính Đình cười khẩy, cách xưng hô cũng thay đổi nhanh chóng. Cao Tổng, anh muốn làm gì thì làm,
Tôi không cản đường nữa. Chính Đình quay lưng lại bỏ đi, mà Cao Vĩ Quang ở phía sau. Cao Vĩ Quang không có ý đuổi theo. Chuyện gã muốn làm bây giờ chính là gặp Thẩm Yên Đan. Đôi chân còn chưa bước được một bước, Tô Khả Hân đã xuất hiện chắn đường. Cô ta nhìn gã bằng ánh mắt thất vọng, ngữ điệu hiện rõ sự buồn bã. Cao Vĩ Quang, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Cao Vĩ Quang chẹp miệng một cái. Khi nãy xui xẻo gặp Chu Chính Đình đang bị chặn đánh, bây giờ lại thêm Tô Khả Hân, gã tự hỏi không biết phải đợi thêm bao lâu mới được gặp Thẩm Yên Đan. Nhìn sắc mặt của Cao Vĩ Quang, Tô Khả Hân cười khẩy hỏi gã. Sao? Không muốn gặp tôi à nên mới có thái độ như vậy? Sau ngày Thẩm Yên Đan gặp chuyện, đúng hơn là sau cuộc nói chuyện rất lâu trước đó, Cao Vĩ Quang từng bảo không muốn ly hôn vì cần tài sản của Thẩm Yên Đan, Tô Khả Hân đã kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng cô ta đợi mãi vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh gì từ phía Cao Vĩ Quang. Số tiền gã biển thủ của công ty nhà họ Thẩm đủ để cho hai người sống sung sướng ở một thành phố khác. Hơn nữa Khả Hân cũng là có chút điều kiện, muốn dĩ không cần quá để tâm đến tài sản của Thẩm Yên Đan. Tô Khả Hân đã nhiều lần khuyên Cao Vĩ Quang ly hôn với Thẩm Yên Đan, nhưng gã nhất quyết không đồng ý. Cô ta hỏi lý do thì gã lại ậm ừ không trả lời. Ngày qua ngày, Khả Hân nhận ra Cao Vĩ Quang vốn dĩ không muốn ly hôn với Thẩm Yên Đan, gã chỉ đang câu giờ thêm thời gian mà thôi. Đứng bên ngoài chứng kiến cảnh Chu Chính Đình đánh Cao Vĩ Quang, nhìn thấu cả việc gã kiên quyết muốn chia rẽ hai người kia, Tô Khả Hân dần chắc chắn với suy đoán của mình hơn. Hôm nay cô muốn hỏi cho ra lẽ. Tô Khả Hân hít một hơi sâu. Chính cô ta cũng không muốn dây dưa với một thứ khiến bản thân mệt mỏi, tránh làm mất thời gian đôi bên. Tô Khả Hân tức tiếp hỏi. Cao Vĩ Quang, tôi đợi anh cũng khá lâu rồi đấy. Bây giờ tôi muốn anh cho tôi một câu trả lời. Cô đừng có làm loạn nữa. Về nhà đi, chúng ta nói chuyện sau. Không, tôi muốn nói chuyện ngay bây giờ. Cao Vĩ Quang đành phải gật đầu nghe theo, bởi vì không muốn rước thêm phiền phức. Được rồi, nói nhanh lên. Tại sao không chịu ly hôn? Cao Vĩ Quang phát chán khi nghe câu này. Trước kia gã đã tìm cách lảng tránh, bây giờ thì thẳng thừng đáp lại. Tôi yêu cô ấy. Anh nói cái gì? Điếc à? Tôi yêu Thẩm Yên Đan. Tô Khả Hân cười khẩy. Yêu? Anh yêu cô ta? Thế tôi là gì của anh? Tôi là cái gì của anh hả? Cô chỉ là một phút ngẫu hứng của tôi thôi, đơn giản như là chơi qua đường vậy đấy. Tên khốn. Tô Khả Hân tát mạnh vào mặt của Vĩ Quang một cái thật đau. Cô ta đã tin tưởng gã đến vậy, thế mà cuối cùng vẫn bị gã phản bội. Bây giờ bộ mặt thật của gã cũng được vạch trần. Gã chưa từng có tình cảm với cô. Đối với Cao Vĩ Quang, Tô Khả Hân chỉ đơn thuần là mua vui. Gã muốn tìm kiếm một thú vui mới lạ cho bản thân một chút. Sau khi Thẩm Yên Đan nói muốn ly hôn và thấy cô thân thiết với Chu Chính Đình, gã đã nhận ra là gã không thể để mất cô. Về việc ly hôn, gã nhất quyết không thể để nó diễn ra. Lúc này không chỉ đơn thuần là vì tài sản nhà họ Thẩm nữa rồi. Gã không muốn vợ mình rơi vào tay của kẻ khác. Biết rõ bản chất đê tiện của Cao Vĩ Quang, Tô Khả Hân không nói thêm làm gì cho thêm mệt. Nhưng khoảng thời gian cô ở bên cạnh gã không thể nào là miễn phí. Tô Khả Hân bước lên một bước, tay khoảnh trước ngực, ngữ điệu thay đổi. Em đã không yêu tôi thì chắc cũng không cần đứa con trong bụng này đâu nhỉ? Sao? Cô có thai? Phải, là con của anh đấy. Nhà nhất quyết không ly hôn với Thẩm Yên Đan, tôi cũng không muốn lấy đứa bé ra làm cái cớ. Cao Vĩ Quang nhíu mày, cả lập tức hiểu ra ý đồ của Tô Khả Hân. Nếu mà để chuyện này đến tai của bố vợ gã, chuyện ly hôn sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Cô muốn gì mới chịu giữ bí mật? 10 tỷ. Chỉ cần đưa tôi 10 tỷ, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh ngay lập tức, không một dấu vết. Cô điên sao? Tôi đâu ra 10 tỷ để mà đưa cho cô. Khóe môi của Tô Khả Hân cong lên nhếch mép khinh thường. Cao Vĩ Quang, đừng có bảo là anh không có chứ. Số tiền mà anh biển thủ của công ty nhà vợ không ít đâu. Tôi chỉ muốn chút tiền bồi thường cho mình thôi mà. Cô nằm mơ đi. Cao Vĩ Quang tức giận, chỉ vì một điều không mong muốn mà gã đã phải bỏ ra một số tiền lớn không đáng. Gã đã không muốn thì nhất định sẽ tìm cách. Chẳng qua việc gã đứng đây thỏa thuận với Tô Khả Hân là vì gã nể tình cô ta đã theo gã nhiều năm mà thôi. Bản chất đúng là khó thay đổi.
Cao Vĩ Quang vẫn yêu tiền hơn cả tính mạng. Tô Khả Hân đã sớm tính đến chuyện này nên không lấy làm bất ngờ. Cô ta thở dài một tiếng, hắng giọng thản nhiên. Anh không được tiền cho tôi cũng được thôi. Cô định nói về cái thai cho nhà Yên Đan sao? Cô tưởng tôi dễ dàng để cô làm thế à? Lời của Tô Khả Hân chưa dứt, Cao Vĩ Quang đã lập tức cắt ngang. Gã không nhún nhường nữa mà trực tiếp đe dọa. Số tiền lớn như vậy, gã không dễ dàng buông bỏ. Tô Khả Hân bật cười thành tiếng, chép miệng lắc đầu. Tôi đương nhiên là không có nói việc đó. Tôi chỉ mang bản ghi âm cuộc nói chuyện của tôi và anh cho thẩm gia, để họ biết ai là người đẩy con gái mình xuống cầu thang. Sắc mặt của Cao Vĩ Quang tái nhợt, miệng lưỡi đông cứng, không nói được thành lời. Gã đã biết là bản thân mình bị gài, bị dồn vào thế khó nên không thể vùng vẫy. Lúc đầu Cao Vĩ Quang nghĩ Tô Khả Hân chỉ đơn thuần là một cô ả ngu ngốc, dễ dàng bị lừa gạt. Nhưng xem ra, kẻ bị sỏ mũi ngay từ đầu mới chính là gã. Tô Khả Hân khoanh tay bổ thêm một câu. Anh yên tâm, dù có lấy được bản ghi âm tôi đang cầm lúc này cũng không sao hết. Tôi đã sao chép ra nhiều bản rồi. Bây giờ quyết định nằm ở anh. Nhìn thẳng vào mắt của Tô Khả Hân, Cao Vĩ Quang chần chừ một lúc rồi cũng đành chịu thua. Gã gật đầu đồng ý. Tôi sẽ đưa tiền cho cô. Cái từ đầu như vậy có phải tốt không? Cô phải đảm bảo là không được để ai biết chuyện này và cả đứa bé nữa. Cao Vĩ Quang nhìn xuống cái bụng của Tô Khả Hân, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Gã cũng mong muốn được làm bố, nhưng hiện tại thì không thể. Và người mang thai con gã nhất định phải là Thẩm Yên Đan. Hai người nhanh chóng hoàn thành giao dịch, rồi mỗi người một hướng, không hẹn gặp lại. Tối muộn, sau khi bố mẹ về nhà nghỉ ngơi, Thẩm Yên Đan ở lại bệnh viện một mình. Do cô muốn ở một mình nên mới nhất quyết năn nỉ bố mẹ. Đáng lẽ cô có thể xuất viện sớm hơn, nhưng bố cô nói phải lại bệnh viện thêm một ngày để theo dõi xem có gì bất thường xảy ra hay không. Khi nói hết được toàn bộ mọi chuyện với bố mẹ, Yên Đan cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bố đã hứa là nhất định sẽ giúp cô ly hôn và làm rõ chuyện ở công ty. Cô có thể thở phào được rồi. Điều duy nhất cô mong chờ chính là người nào đó đến cưới mình. Đi tới Chu Chính Đình, từ sáng tới giờ Thẩm Yên Đan không thấy mặt hắn. Những chuyện xảy ra với cô, hắn nhanh nhẹn tin tức lắm. Thế mà cô nằm viện gần một ngày, hắn chẳng có tăm hơi. Cô đã hỏi bố cô, có phải do ông cấm túc nên hắn mới không để đến. Nhưng rõ ràng bố cô không cấm chuyện này. Hắn đang làm gì, sao lại không nhớ tới cô? Thẩm Yên Đan tự hỏi, tâm trạng trùng xuống bởi điều không vui. Bỗng bên tai nghe tiếng động từ cửa. Thẩm Yên Đan mừng rỡ gọi tên. Chu Chính Đình, anh tới rồi. Người xuất hiện lại không phải là hắn. Người đàn ông ở trong căn phòng đứng đối diện với Thẩm Yên Đan lúc này không phải Chu Chính Đình mà là Cao Vĩ Quang. Chạm mặt gã, Yên Đan có chút lo sợ. Cô biết những chuyện gã làm sau lưng cho khiến cô phải nhập viện ngày hôm nay. Trong lòng cô đã sớm cảm thấy ghê tởm tên đàn ông này. Cao Vĩ Quang trong mắt cô không chỉ là một kẻ phụ tình mà còn là một tên đốn mặt. Sắc mặt của Thẩm Yên Đan lạ lẫm lại có chút thất vọng. Cao Vĩ Quang cười khẩy. Không phải Chu Chính Đình nên không nên vui à? Em không muốn chồng đến xăm sao? Tôi không muốn thấy mặt anh. Một biến cho khuất mắt tôi. Cao Vĩ Quang không khó chịu trước những lời khó nghe, bởi những ngày trước đây gã đã nghe đến nhiều đến phát chán. Hiện tại gã chỉ muốn thần gần Thẩm Yên Đan, mà cho cô có phản kháng thế nào. Chưa đi hôn thì vẫn là vợ chồng. Đôi chân của Cao Vĩ Quang chậm rãi tiến đến chỗ giường bệnh. Nụ cười trên gương mặt của gã khiến người đối diện phải cảm thấy sợ hãi. Nó tạo một cảm giác ớn lạnh đến lạ. Thẩm Yên Đan cảm thấy chuyện không lành. Cô vội vàng bước khỏi giường. Cả ngày nằm dài ở trên giường nên khi chạm đất, cả người có chút loạng choạng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Cao Vĩ Quang bước một, cô liền lùi hai bước đều giữ khoảng cách. Cao Vĩ Quang không hài lòng, nhíu mày về hành động của cô. Chu Chính Đình thấy em thân thiết, còn chồng mình thấy em lại xa cách thế này sao? Đừng có mở miệng ra là xưng hô vợ chồng với tôi. Tôi liên hệ với luật sư rồi đấy. Anh cứ đợi ngày tòa xử lý đi. Thẩm Yên Đan trừng mắt đáng sợ. Cô chán ngấy khi phải nghe hắn gọi thân thiết như vậy.
Cứ mỗi lần nghĩ đến cô đều sởn gai ốc. Cao Vĩ Quang siết chặt tay. Hôm nay gã đã gặp nhiều chuyện không thuận lợi, không chỉ bị đánh mà còn bị mất đi một số tiền lớn. Gã tìm đến Thẩm Yên Đan vì muốn được an ủi, nhưng lại nhận về những gáo nước lạnh. Cao Vĩ Quang không giữ nổi bình tĩnh mà thay đổi thái độ. Gã không nhiều lời, trực tiếp bước đến chỗ của Thẩm Yên Đan. Cô cố gắng chạy trốn khỏi gã nhưng lại không thể bằng, nên nhanh chóng bị tóm gọn. Cao Vĩ Quang siết chặt cổ tay cô. Thẩm Yên Đan cảm nhận được sự đau đớn trên tay mình. Cô cho mày nhăn nhó. Bỏ tôi ra. Tôi nhất định phải biến em thành người của tôi. Nhắc mới nhớ, hình như tôi và em chưa một lần chung phòng. Đêm nay tôi sẽ cho em. Không, mau bỏ tôi ra. Thẩm Yên Đan cố gắng vùng vẫy. Cô hét lớn cầu xin sự giúp đỡ. Có ai ngoài đó không? Giúp tôi với. Có ai không? Giúp tôi với. Cứu tôi. Thẩm Yên Đan còn chưa nói hết câu, Cao Vĩ Quang liền bịt chặt miệng cô lại. Để tránh phiền phức, gã liền buộc một miếng vải vào miệng của cô để cô không thể kêu cứu. Gã đẩy cô xuống giường bệnh, hai tay bắt đầu cởi áo trên người gã. Tay cô bị gã trói chặt bằng cà vạt, không thể cử động. Yên Đan không từ bỏ, cô cố gắng vùng vẫy chân, đá loạn xạ khắp nơi, miễn sao Cao Vĩ Quang không thể lại gần. Lúc đầu gã ghìm chân cô, nhưng trong lúc bất cẩn liền bị cô đạp mạnh một cái vào bụng. Gã nhăn mặt đau đớn, đôi chân lùi về sau vài bước. Gã cúi gập người ôm lấy phần bụng bị đập trúng. Thẩm Yên Đan chớp lấy cơ hội, nhanh chóng chạy khỏi phòng bệnh. Cô vừa chạy đến cửa thì liền bắt gặp Chu Chính Đình. Chính Đình nhìn bộ dạng hiện giờ của Yên Đan mà trong lòng lo lắng. Hắn vội vàng gỡ biệt miệng của cô xuống, gằn giọng: Yên Đan, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Yên Đan không nói tiếng nào, đôi mắt hỏ hoe rưng rưng nước mắt. Chính Đình lập tức ôm cô vào lòng, nhìn về phía bên trong căn phòng. Chính Đình chạm mặt Cao Vĩ Quang, hắn không hỏi thêm bất kỳ câu nào, cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Bộ dạng nhếch nhác của Thẩm Yên Đan, quần áo sộc sạch của Cao Vĩ Quang, đủ để hắn hiểu người phụ nữ của hắn đã phải đối mặt với những chuyện thế nào. Chu Chính Đình để Thẩm Yên Đan đứng một chỗ an toàn sau khi đã cởi trói tay cho cô. Hắn bước đến chỗ của Cao Vĩ Quang, gương mặt không chút biến sắc, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự tức giận. Cao Vĩ Quang bất giác lùi về sau một bước, gã hoảng hốt lắp bắp mãi mới thành lời. Chu Chính Đình, tôi... Gã chưa nói hết câu, đã nhận ra một cú đấm từ Chu Chính Đình. Một bên khóe miệng gã chảy máu. Chính Đình nắm cổ áo Cao Vĩ Quang, hắn trợn mắt gằn giọng: Tao đã cảnh cáo mày là không được động đến cô ấy rồi cơ mà. Mày cố tình ngó lơ lời của tao sao? Tôi là chồng. Lại thêm một cú đấm nữa vào mặt. Chính Đình chỉnh đốn lại lời nói: Tao mới là chồng của cô ấy. Cầm cái miệng chó của mày lại, và đừng có phát ngôn bừa bãi. Trong lòng của Chu Chính Đình toàn toàn là sự tức giận. Hắn không kiểm soát được khi thấy Thẩm Yên Đan chịu ấm ức. Bao nhiêu phẫn nộ được trút lên người của Cao Vĩ Quang, còn gã căn bản là không hề có phản kháng. Thẩm Yên Đan thấy đánh gần đó là đủ. Cô vội chạy đến chỗ của Chu Chính Đình, ngăn hắn lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Chính Đình, anh đừng đánh nữa, hắn sẽ chết đấy. Mặc kệ, phải đánh cho nó không làm hại em. Đừng mà, em không muốn anh bị vướng rắc rối gì đâu. Dừng tay lại đi Chính Đình. Chính Đình nhìn Thẩm Yên Đan, những giọt nước mắt rơi vì hắn của cô khiến hắn mềm lòng. Hắn chậm rãi buông tay khỏi người của Cao Vĩ Quang rồi đẩy hắn sang một bên. Cút. Cao Vĩ Quang không nhiều lời, bị tẩn cho một trận dù đau đến mấy cũng phải lết xác, nhanh chóng chạy khỏi phòng bệnh. Gã đi mà không dám nhìn lại dù chỉ là một lần. Gã không ở đây nữa, Thẩm Yên Đan mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang phía Chu Chính Đình, chưa kịp nói gì hắn đã ôm lấy cô vào lòng. Em xin lỗi, tất cả là do anh. Do anh ngông cuồng nên mẹ để em phải chịu những thứ thế này. Yên Đan mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng của Chính Đình. Em không sao mà, em không trách anh. May mà anh đến kịp lúc. Những lời này khiến cho Chu Chính Đình càng thêm tự trách. Hắn đã phạm phải sai lầm. Nếu hắn không khiêu khích Cao Vĩ Quang bằng những lời nói đó thì mọi chuyện đã khác. Vậy mà Thẩm Yên Đan không một câu oán trách, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi hắn đến kịp lúc. Yên Đan, em xin lỗi. Yên Đan cong môi nở ra một nụ cười,
Cô khẽ thở dài. Chẳng hiểu sao Chu Chính Đình lại thích xin lỗi nhiều như vậy. Có lẽ trong lòng của hắn tự trách nhiều quá nên mới vậy. Nhẹ nhàng đẩy Chu Chính Đình ra khỏi người, Yên Đan khẽ chạm vào má hắn. Anh đừng tự trách, em không sao rồi mà. Anh... Đừng xin lỗi, em không muốn nghe mấy lời nó đâu. Chính Đình gật đầu làm theo lời của Thẩm Yên Đan. Chỉ cần là điều mà cô muốn, hắn nhất định sẽ thực hiện. Thẩm Yên Đan mỉm cười, ngón tay khẽ lướt nhẹ trên gò má của Chính Đình. Có điều cô có điều nói với hắn, nhưng lại lưỡng lự không dám mở lời. Trầm ngâm một lúc, Thẩm Yên Đan mới dám mở lời. Chính Đình, chuyện khi nãy... Em bị thương ở đâu à? Đau ở đâu? Không phải, ý em là... Yên Đan ngẩng đầu lên nhìn Chu Chính Đình gượng gạo. Em với hắn chưa có chuyện gì hết. Em đã kịp thoát khỏi hắn nên em không bẩn. Em... Chính Đình cúi đầu hôn lên môi của Yên Đan. Hắn chặn đứng lời cô nói, vòng tay ôm siết chặt, dường như không cho cô chạy thoát. Hơi thở của Thẩm Yên Đan yếu dần, Chu Chính Đình mới chịu buông tay. Cô thở hổn hển khó khăn nói, Chính Đình, anh không quan tâm chuyện đó. Anh yêu em đâu phải là vì những thứ ấy đâu. Anh yêu em là vì em thôi. Chu Chính Đình ở lại bệnh viện chăm sóc cho Thẩm Yên Đan. Hắn lo Cao Vĩ Quang sẽ quay lại lần nữa để làm chuyện xấu. Ở bên cạnh cô, hắn yên tâm hơn. Yên Đan tựa đầu vào người Chính Đình. Cô nắm tay của hắn, bàn tay nhỏ bé liên tục chạm vào những ngón tay của bàn tay to lớn kia. Khuôn miệng xinh đẹp khẽ hỏi, Chính Đình, em gửi bằng chứng cho tòa rồi. Bố nó sẽ giúp em đấy. Để nhanh chuyện ly hôn, chắc vài ngày nữa là sẽ xong thủ tục thôi. Từ lúc đó anh sẽ tới rước dâu. Chính Đình hôn lên trán của cô. Hắn đợi ngày này từ rất lâu rồi, ngày mà cô trở thành người của hắn. Chính Đình, anh em nhiều đến mức nào? Sau lúc em kết hôn anh vẫn đợi. Thẩm Yên Đan thực lòng muốn biết, sau khi cô quen Cao Vĩ Quang rồi kết hôn với gã, Chính Đình chưa một lần công khai bạn gái hay quen bất kỳ người nào. Hắn từng nói sẽ đợi cô. Lúc ấy cô đã tưởng là hắn lưu luyến chuyện cũ nên mới nói vài ba câu bông đùa. Nhưng hắn thực sự đã luôn đợi cô. Chính Đình mỉm cười, yêu em nhiều tới mức thì anh không rõ, vì không thể đo nổi. Nhưng mà có một điều. Điều gì? Nếu như em không đi hôn với Cao Vĩ Quang, em vẫn sẽ tìm cách cướp em về. Thẩm Yên Đan nhíu mày rời khỏi người của Chu Chính Đình. Anh có ý phá hoại hạnh phúc gia đình em sao? Anh muốn làm tiểu tam mà. Có được em thì cái gì anh cũng làm. Như vậy không tốt đâu. Chính Đình khẽ xoa đầu Thẩm Yên Đan rồi nói không thêm lời nào nữa. Sau khi chia tay Yên Đan, Chính Đình đã nhiều lần tìm cách quay lại nhưng không thành. Thấy cô ở bên cạnh người mới, hắn đương nhiên khó chịu. Hắn toàn những lời đó là nói cho vui thôi. Nếu Thẩm Yên Đan thực sự tìm được người yêu thương mình thật lòng, hắn sẵn sàng buông tay. Nhưng Cao Vĩ Quang không phải là người tốt, hắn đương nhiên không thể để Thẩm Yên Đan chịu thiệt. Chuyện Cao Vĩ Quang ngoại tình, Chính Đình đã biết từ lâu, trước khi Thẩm Yên Đan xảy ra tai nạn cơ. Chỉ đánh tiếng chưa kịp nói thì cô đã biết hết tất cả. Và rồi hai người mới có mối quan hệ như ngày hôm nay. Thẩm Yên Đan ôm lấy Chu Chính Đình, làm nũng trong vòng tay của hắn. Sáng anh em đã nói chuyện với bố mẹ, cũng giải thích cho bố về hiểu lầm của anh rồi. Thật sao? Bố còn giận anh không? Yên Đan lắc đầu. Anh yên tâm đi, bố hiểu và gỡ bỏ hiềm khích với anh rồi. Nhưng mà vẫn còn nhưng sao? Bố nói rằng anh phải là người chồng tốt, nếu không ông sẽ cho anh trở thành kẻ thảm hại đấy. Chính Đình cười gượng gạo, nụ cười giả tạo nhất mà hắn có. Hắn còn chưa chính thức làm rể Thẩm Gia đã bị bố vợ đánh phủ đầu. Kỳ này chỉ cần Thẩm Yên Đan rơi một giọt nước mắt, ông sẽ lấy mạng của hắn mất. Cô nắm chặt tay của Chu Chính Đình. Anh có làm được không đấy, như lời bố em nói? Tất nhiên là anh làm được rồi. Có điều hắn chắc chắn sẽ không bao giờ khiến bố vợ mình phiền lòng, bởi vì hắn yêu người con gái này hơn chính bản thân hắn. Hắn đánh mất cô một lần sẽ không có lần thứ hai. Yên Đan chạm vào tay Chu Chính Đình. Lúc này cô mới sực nhớ ra một chuyện. Cô quay sang nhìn hắn, nheo mày đầy nghi hoặc. Khi nãy em thấy anh đánh Cao Vĩ Quang đến nỗi hắn không có cơ hội phản kháng. Em thấy chuyện hôm trước anh bị hắn đá, hắn đánh rất là nghi ngờ đấy. Bị nói trúng tim đen,
chỉ định lảng sang chuyện khác, không dám đối mặt. Hắn vốn không muốn cho cô biết chuyện này, nhưng khi nãy tức giận không kiểm soát được nên hắn đã bộc lộ ra hết. Nhìn dáng vẻ lúc này của Chu Chính Đình, Yên Đan liền hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra đêm đó cô chỉ đơn thuần là một kẻ ngốc bị hắn lừa gạt từ đầu đến cuối mà thôi. Chính Đình thấy Thẩm Yên Đan vẫn đang nhìn mình, hắn cười trừ thừa nhận. Anh xin lỗi, khi đó anh muốn em thương anh nhiều hơn một chút nên mới cố ý để cho hắn đánh anh đấy. Anh không cố ý nói dối đâu. Bố em nói đúng, anh quả là một con cáo già. Vợ? Ai là vợ anh? Chu Chính Đình mỉm cười ôm lấy Thẩm Yên Đan từ phía sau khi cô cố gắng đẩy hắn ra khỏi người. Hắn hôn lên cổ của cô, từng nụ hôn trải dài trên bờ vai gầy. Mấy lời hoang mỹ ngọt ngào từ miệng của hắn phát ra không ngớt. Anh yêu em rất nhiều, yêu em rất nhiều. Thẩm Yên Đan không nói mà chỉ mỉm cười. Một tuần sau, tòa án triệu tập Thẩm Yên Đan và Cao Vĩ Quang để tiến hành việc xử lý chuyện ly hôn của hai người. Thẩm Yên Đan đưa ra bằng chứng Cao Vĩ Quang ngoại tình trong thời gian hai người vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Đương nhiên sau phiên tòa, gã ra đi với hai bàn tay trắng và không được hưởng bất kỳ quyền lợi gì. Ngay trước ngày ra tòa, Cao Vĩ Quang đã tới cầu xin Thẩm Yên Đan. Cầu xin cô cho gã một cơ hội sửa sai, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Sai lầm mà gã gây ra đã phải trả một cái giá đắt. Không chỉ dừng lại ở việc nghi hôn, Cao Vĩ Quang còn bị bắt vì tội biển thủ công quỹ của công ty, ăn chặn các nguồn tiền sau khi gã trở thành giám đốc trong công ty nhà vợ. Mọi chuyện có lẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như Chu Chính Đình không xuất hiện. Chính Đình đã để đơn tố cáo Cao Vĩ Quang với tội danh cố ý giết người. Hắn đưa ra bằng chứng là đoạn ghi âm thừa nhận chính Cao Vĩ Quang là người đẩy Thẩm Yên Đan xuống cầu thang. Những tội danh trên dựa theo mức độ thiệt hại mà xử lý. Cuộc đời của Cao Vĩ Quang vốn dĩ rất rộng mở khi có vợ đẹp, nhà vợ hậu thuẫn, nhưng cuối cùng chị cả đã tự tay đạp đổ tất cả. Hai tháng sau khi kết thúc phiên tòa được diễn ra, bản án cuối cùng được đưa ra đối với Cao Vĩ Quang. Dựa vào lịch được phép thăm nuôi, Thẩm Yên Đan chọn một ngày tốt đến gặp Cao Vĩ Quang. Thực ra bản án mà tòa cho gã đơn thuần về mặt thể xác, còn cô muốn gã phải chịu nỗi đau về mặt tinh thần. Có một chuyện quan trọng mà cô muốn gã cần biết. Ngồi phòng chờ, rất nhanh sau đó Cao Vĩ Quang được đưa ra bên ngoài. Thấy gã, Thẩm Yên Đan mặt không biến sắc, dường như việc đến đây gặp mặt đơn giản là nhanh chóng rồi kết thúc. Sau ngần ấy chuyện, Cao Vĩ Quang là người mở lời trước. Em tìm anh có chuyện gì không? Muốn thấy anh bây giờ thế nào à? Yên Đan cười khẩy lắc đầu. Tôi không quan tâm anh nhiều tới mức đó đâu, tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện thôi. Chuyện gì? Trong lúc điều tra, tôi phát hiện anh từng chuyển cho Tô Khả Hân một khoản tiền. Tôi có thể biết anh chuyển cho cô ta về mục đích gì không? Cô đã biết tất cả, nhưng cô vẫn vờ như không biết, để Cao Vĩ Quang thừa nhận. Không ngờ gã lại nói thật. Cô ta nói đang mang thai con của tôi, nên anh mới chuyển cho cô ta một khoản tiền để... Tới đây, Cao Vĩ Quang ngập ngừng không dám nói. Gã sợ nói ra rồi sẽ khiến bản thân trở nên tồi tệ hơn. Thẩm Yên Đan mỉm cười tiếp lời. Anh chuyển cho cô ta là để cô ta từ bỏ đứa bé phải không? Đúng, đúng như vậy. Bị bắt giam rồi không thể làm gì khác, Cao Vĩ Quang chỉ biết thừa nhận mà thôi. Thẩm Yên Đan không biết nên vui hay nên buồn đây. Cô khẽ thở dài một tiếng. Anh bị cô ta lừa rồi đấy. Đứa con trong bụng của cô ta không phải là của anh đâu. Cái gì? Sao có thể chứ? Biết trước Cao Vĩ Quang sẽ không tin nên Thẩm Yên Đan mang bằng chứng đến. Đó chính là kết quả xét nghiệm của gã. Sau khi anh xét nghiệm ở bệnh viện, kết quả trả về cho anh, cho biết anh bị vô sinh, không thể có con. Tôi biết từ trước chuyện này rồi, đợi tới bây giờ mới nói cho anh đấy. Cao Vĩ Quang cầm tờ xét nghiệm trên tay, đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn không thay đổi. Gã đã bị vô sinh. Đứa con trong bụng của Tô Khả Hân chắc chắn không phải là con của gã. Thế mà bấy lâu nay Cao Vĩ Quang luôn nghĩ đó là con của mình, cứ tưởng rằng bản thân lừa được người khác. Hóa ra chính mình đã bị chơi xấu sau lưng. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Cao Vĩ Quang, Yên Đan vui vẻ đứng dậy. Bây giờ thì anh biết cảm giác bị phản bội rồi đấy. Tức là kết quả của hai chúng ta hoàn toàn khác nhau. Hy vọng anh ở sau song sắt sẽ phải trả giá cho những việc mình làm.
chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa. Dứt lời, Yên Đan qua lưng bước đi, bỏ mặc Vĩ Quang ở lại phía sau. Sau khi rời khỏi trại giam, tâm trạng của Yên Đan tốt hơn rất nhiều. Bao nhiêu gánh nặng muộn phiền trong lòng của cô tan biến. Từ hôm nay, cô chính thức bước ra khỏi cuộc hôn nhân lầm lỡ và sống một cuộc sống mới bên cạnh người mình yêu. Trong chuyện của Cao Vĩ Quang, không thể nói chỉ có một mình gã có lỗi, người bên cạnh gã cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Cao Vĩ Quang bị bắt, Tô Hân cũng không có kết cục tốt đẹp. Chuyện biển thủ tiền của công ty, cô ta góp một phần công sức trong đó, và dĩ nhiên cô ta cũng sẽ bị điều tra. Ngoài chuyện đó, Tô Khả Hân còn bị thêm một tội tống tiền. Số tiền mà cô ta bắt Cao Vĩ Quang đưa cho đủ để tạo thành một tội. Còn chưa kể cô ta đã nhúng tay vào việc Thẩm Yên Đan sẽ ra tai nạn vào đêm hôm đó. Những người liên quan đến Cao Vĩ Quang chưa lấy một ai được yên bình thoát tội. Thẩm Yên Đan đã cho người kiểm tra Tô Khả Hân. Cô ta từng mang thai nhưng bỏ đứa bé, và đứa bé đó không phải là con của Cao Vĩ Quang. Tô Khả Hân nói dối, dùng chuyện mình mang thai để lấy được tiền từ Cao Vĩ Quang, và cô ta đã thành công trong kế hoạch đó. Nghĩ lại, Thẩm Biện Đan bỗng cảm thấy tội nghiệp cho Cao Vĩ Quang. Khi nói chuyện với gã ở bên trong, lúc nhắc đến đứa bé trong bụng của Khả Hân, thái độ của gã thay đổi khác biệt. Yên Đan cảm thấy Cao Vĩ Quang không thực sự muốn bỏ đứa bé như gã nói. Gã cũng muốn có một đứa con, gã muốn được làm bố, nhưng mà tham vọng của gã quá lớn khiến gã phải từ bỏ ý định đó. Cao Vĩ Quang lừa dối cô bao nhiêu lâu, gã luôn tự tin rằng bản thân mình mới là người lừa gạt người khác giỏi nhất. Thế mà đến cuối cùng, chính gã lại bị người bên cạnh cắm cho một cặp sừng từ bao giờ không hay. Thẩm Yên Đan nghĩ đây cũng là cái giá mà gã phải trả giá cho tội ngoại tình. Cả Vĩ Quang và Khả Hân cùng lừa dối cô. Một người là người chồng mà cô luôn tin tưởng, người còn lại bằng là người bạn mà cô thân nhất. Từ cuối cùng, hai kẻ tệ bạc đó lại tự hại lẫn nhau. Yên Đan khẽ nở ra một nụ cười. Mọi thứ đã kết thúc ở đây. Cô bây giờ sẽ bắt đầu một cuộc đời mới bên cạnh một người mới. Yên Đan. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Yên Đan quay người nhìn lại. Sắc mặt của cô trở nên rạng rỡ hơn. Nụ cười trên môi cũng tươi tắn hơn bao giờ hết. Thu gọn trong tầm mắt chính là người mà cô mong đợi. Chính Đình. Cô lớn tiếng gọi tên hắn rồi nhanh chân chạy về phía hắn. Hắn giang đôi tay to lớn của mình chờ đợi, ôm chầm lấy cô vào lòng. Hắn hôn lên trán của cô, dịu dàng hỏi: thế nào rồi, nói chuyện xong chưa? Cô gật đầu: xong hết rồi, ổn hết rồi anh. Vậy sao không về? Sao đứng gần người ra đó làm gì thế? Em cho anh tới đón mà. Thật là đợi anh không? Chính Đỉnh nhau mắt đầy nghi hoặc. Yên Đan thở dài một tiếng, cưỡng chân hôn lên môi của hắn. Bây giờ tin em nói thật chưa? Hôn thêm một cái nữa anh mới tin. Anh thôi đi, về nhà rồi tính tiếp. Bây giờ chưa về nhà được. Yên Đan thắc mắc: sao lại không về nhà? Em nói trước nhá, em không theo anh đến khách sạn đâu. Em nghĩ anh xấu xa như thế ư? Còn hơn thế nữa. Chính Đình bật cười thành tiếng. Hắn thở dài: bây giờ mình đi thử đồ cưới, mình sắp kết hôn rồi mà. Em quên rồi sao? Đúng rồi nhỉ, vậy thì đi thôi. Suýt nữa cô đã quên, khởi đầu cho một cuộc sống mới chính là hôn lễ trong mơ của mình. 2 tuần sau, đám cưới diễn ra. Hôn lễ được tổ chức tại nhà hàng lớn nhất thành phố. Rất nhiều khách mời tham dự, cùng với vô vàn lời chúc, tiếng pháo hoa, tiếng nói chuyện vui vẻ, cũng như âm thanh chạm ly vang vọng khắp lễ đường lớn. Mọi thứ cứ như trong mơ vậy, thậm chí là còn hơn cả tưởng tượng của cô. Lúc chào tay con gái trên lễ đường, ông Châu căn dặn Chu Chính Đình rất nhiều lời. Chu Chính Đình lúc đó cũng xanh mặt, nhưng hắn vẫn rất tự tin chứng minh được những lời mình đã hứa. Dưới sự chúc phúc và chứng kiến của rất nhiều người, họ đeo nhẫn cho nhau nụ hôn tình yêu. Bữa tiệc kết thúc, điều mà Chu Chính Đình mong đợi nhất cũng đã đến. Hắn chờ điều này từ rất lâu rồi, nên mọi hành động đều hấp tấp. Trở về phòng tân hôn, Chính Đình không để Thẩm Yên Đan có thời gian thay đồ. Chính tay hắn đã cởi chiếc váy cưới trên người cô xuống một cách nhanh chóng. Yên Đan ôm lấy cổ của Chu Chính Đình, cô mỉm cười trêu chọc hắn: em đâu cần phải gấp gáp như vậy đâu, ông sẽ trốn anh đâu chứ. Trước khi đám cưới, đêm nào anh chẳng lẹn vào phòng em,
Không cần vội. Chu Chính Đình lắc đầu cúi xuống hôn lên cổ của Yên Đan. Anh gấp lắm rồi. Vợ cho anh đi mà. Em nói không được thì anh có dừng lại không? Anh không chắc nữa. Chắc là không đâu. Thế còn hỏi em làm gì chứ? Toàn tụi làm theo ý của mình muốn thôi mà. Chính Đình thở dài. Hắn cũng đâu muốn khiến cô buồn phiền. Nhưng vợ hắn đẹp quá, hắn không nhịn được. Suốt cả bữa tiệc hôm nay, hắn chỉ mong chờ đến giây phút này mà thôi. Bàn tay của hắn bắt đầu không yên phận. Cô đã sớm quen với điều này nên không một chút phản kháng. Dù sao cũng không có lý do để từ chối hắn. Cô cứ để mặc cho hắn, muốn làm gì thì làm. Chả có một đêm dài, Yên Đan mệt nhọc nằm trong vòng tay của Chính Đình. Có lẽ hắn biết hôm nay cô mệt vì phải tiếp khách nên đã kiềm chế hơn mọi đêm. Dù sao thì Chính Đình cũng không phải là kẻ vô lương tâm. Có điều tay hắn vẫn không chịu yên phận. Chính Đình, thôi mà, em mệt lắm. Em có làm gì đó đâu vợ. Bỏ tay ra đi. Không thích, đang ấm. Chính Đình thẳng thừng từ chối rồi ôm chặt lấy cô. Vợ ơi, người vợ thơm quá. Bây giờ anh gọi vợ ngọt xớt đấy nhỉ. Chính Đình nhoẻn miệng cười. Yên Đan thở dài bất lực. Nghĩ ngợi một lúc cô nói, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì sao vợ nghiêm túc thế? Chuyện mất trí nhớ ấy. Thật ra em... em không mất trí nhớ phải không? Yên Đan gật đầu. Cô biết thế nào chú Chính Đình cũng không mấy ngạc nhiên. Bạn đã hoài nghi ngay từ đầu rồi. Em không giận em sao? Không giận. Em có chút thắc mắc đấy. Thắc mắc gì ạ? Chú Chính Đình xoay người nhìn thẳng vào mắt của Yên Đan. Lúc đó em hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại nhất quyết chọn anh là người bên cạnh em. Em muốn biết lý do. Em không rõ. Chỉ là khi đó em nghĩ rằng ở bên cạnh anh thì em sẽ an toàn thôi. Không phải em lợi dụng anh để trả thù sao? Yên Đan lắc đầu. Em không có ý định đấy. Chưa từng. Khi tỉnh dậy sau tai nạn, em nhận ra lựa chọn lúc trước là sai lầm. Em muốn được làm lại cùng anh. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lợi dụng hắn. Một chút cũng không. Bởi vì ngay sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên mà cô muốn là thoát khỏi cuộc hôn nhân đó và sửa chữa lại lỗi lầm của bản thân. Thời Biển Đan ôm chặt Chu Chính Đình, cánh tay nhỏ bé cố giữ lấy hắn. Hắn xoa đầu cô, bao bọc cô gái nhỏ bằng cơ thể của mình. Vợ à, anh yêu em.